lại ơn Chúa và cảm ơn các quý vị đã yêu thương, không quản đường xa đến thờ phượng Chúa, chúc phước và cầu nguyện cho buổi lễ khai giảng trường Đại học Tổng hợp Thần học Nước Trời tại Hội Thánh Sự Thương Xót Thiên Chúa. Tôi xin thay mặt mục sư quản nhiệm và ban điều hành Hội Thánh Sự Thương Xót Thiên Chúa hân hạnh chào đón tất cả quý vị. Nguyện xin tình yêu của Chúa, ba ngôi Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh tràn ngập trên quý vị cùng với tất cả quý con cái Chúa và các thí sinh tại Việt Nam và khắp nơi trên mạng lưới toàn cầu. Và giờ đây em xin mời mục sư tiến sĩ Võ Xuân Loan dâng lời cầu nguyện để khai lễ. Recording in progress. Lạy ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an, là đấng dựng nên toàn bộ vũ trụ trời đất muôn vật. Trong Ngài có tất cả mọi sự, trong Ngài có tình yêu, có quyền năng, có sự sáng tạo, có sự chăm sóc, có sự bảo vệ, có sự dạy dỗ. Trong Ngài có tất cả mọi sự gồm tóm trong mọi loài. Chúng con nhân danh Chúa Giêsu Christ cầu nguyện buổi sáng hôm nay, cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời hiện diện với chúng con. Bởi sự hiện diện của Ngài, lòng của chúng con trở nên tươi mới. Bởi sự hiện diện của Ngài, tất cả mọi bóng sự chết phải lìa khỏi chúng con. Bởi sự hiện diện của Ngài, tất cả mọi thứ đã bị đóng băng sẽ trỗi dậy, sẽ tan ra. Bởi sự hiện diện của Ngài, núi non sẽ rúng động. Bởi sự hiện diện của Ngài, biển cả phải reo mừng. Bởi sự hiện diện của Ngài, tất cả mọi sự mê ngủ của chúng con sẽ bừng tỉnh dậy. Bởi sự hiện diện của Ngài, lẽ thật sẽ được khai quật. Bởi sự hiện diện của Ngài, lời của Ngài sẽ được văng ra khắp chốn, vang ra khắp nơi. Và thần của Đức Giê-hô-va sẽ đi theo để làm cho vững lập lời ấy. Nguyện xin Ngài hiện diện ở đây với chúng con, làm tươi mới lại linh hồn của chúng con, dựng trả lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng, và ban thần khí của sự khôn ngoan mạnh sức giữa vòng chúng con. Xin Chúa sức dầu mới trên chúng con, dầu của ngày hôm nay, của ngay bây giờ, không phải là dầu của ngày hôm qua, không phải là dầu của những lối mòn tôn giáo cũ kỹ, nhưng mà dầu mới của Đức Thánh Linh tuôn tràn trên đời sống của mỗi chúng con. Nguyện huyết Chúa Giêsu một lần nữa chảy ngang qua thân, hồn, linh của tất cả mỗi chúng con, làm cho chúng con sạch mọi điều ô uế gian ác, mọi điều chi không xứng hiệp với bản chất thánh khiết của Ngài. Xin đuổi ra khỏi chúng con, rửa sạch chúng con, để chúng con mạnh dạn đến gần ngôi ân điển và thờ phượng Ngài, đấng đáng để chúng con được tôn vinh và thờ phượng. Chúng con trân trọng kính mời Ngài hiện diện ở đây với chúng con, và nguyện Chúa vui lòng bởi sự ra mắt của chúng con sáng hôm nay. Chúng con thành kính hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn bà mục sư tiến sĩ Nguyễn Minh Cường. Xin mời các em ban ca ngợi. Trên cây thập tự giá để làm giá chuộc cho chúng con. Chúng con
chúng con và dạy chúng con cách sống yêu thương, sự trông cậy tốt lành và sự yên ủi đời đời nơi chính Ngài. Xin Đức Thánh Linh Ngài tiếp tục đồng hành và giúp chúng con làm được mọi sự theo thánh ý của Ngài, nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng con để trọn đời chúng con được sống trong ân điển, sự bình an, phục vụ Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Giêsu Christ toàn năng. Amen. Amen. Chúng ta hãy cùng lớn tiếng suy tôn cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng ta cùng với ban hát dẫn. Amen.
đời chúng con sẽ ca ngợi và tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng con. Amen. Esai đoạn 38 câu 20.
cuộc sống của mỗi chúng con. Cha ơi, chúng con biết rằng trong thời kỳ khó khăn, thử thách, Cha luôn là nguồn tình yêu và quyền năng. Chúng con xin Ngài hãy hiện diện giữa buổi thờ phượng này, dạy chúng con để tâm hồn chúng con mở ra, để chúng con trải nghiệm được Đức Chúa Trời trong giai điệu và lời của bài hát. Xin Ngài cho chúng con hiểu được rằng dù có khó khăn trước mắt, Cha luôn là người dẫn lối, là đấng làm nên điều kỳ diệu, là ánh sáng trong bóng tối. Xin Ngài cho chúng con luôn nhớ đến sứ điệp này và dâng trọn niềm tin của mình trong Ngài và trong mọi sự. Worship you.
và sự sống. Ngài luôn bên cạnh mỗi chúng con trong mọi sự, giữ gìn và bảo vệ chúng con trong cánh bóng toàn năng và sự yêu thương bao la của Ngài. Ngài luôn làm việc không hề ngưng nghỉ dù chúng con không nhận ra. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Dẫu những lúc con không thấy tay Chúa vẫn làm, dẫu những lúc con không biết Ngài chẳng nghỉ ngơi, Ngài chẳng ngừng nghỉ, Ngài chẳng ngừng nghỉ việc Ngài, Ngài chẳng ngừng nghỉ, Ngài chẳng ngừng nghỉ việc Ngài. Dẫu những lúc con không thấy tay Chúa vẫn làm, dẫu những lúc con không biết Ngài chẳng nghỉ ngơi, Ngài chẳng ngừng nghỉ, Ngài chẳng ngừng nghỉ việc Ngài, Ngài chẳng ngừng nghỉ, Ngài chẳng ngừng nghỉ việc Ngài. Đấng hay ban phép là đấng luôn giữ lời, là nguồn sáng chiếu soi. Chúa ơi, Ngài là đấng như vậy. Đấng hay ban phép là đấng luôn giữ lời, là nguồn sáng chiếu soi. Chúa ơi, Ngài là đấng như vậy. Thật gì chỉ mình Ngài, Ngài là đấng như vậy. Thật gì chỉ mình Cha, Ngài là đấng như vậy. Thật gì chỉ mình Ngài, Ngài là đấng như vậy. Thật gì chỉ mình Cha, Ngài là đấng như vậy. Matthew 24:14. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew 6:33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Luca 12:32. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Luca 17:20-21. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giê-su, nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Người đáp rằng, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Công vụ các sứ đồ 3:19-21. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thới đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu. Mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời hồi xưa đã phán trước bởi miệng các thánh.
thánh tiên tri. Roma 8:19-21. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy và trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bất phục dưới hư không, chẳng phải sự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bất phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. 2 Phi-líp 3:9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Và giờ đây em xin mời Hiệu trưởng Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường lên chia sẻ cho chúng ta sứ điệp hôm nay. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Kính chào tất cả các quý mục sư tôi tớ con cái Chúa. Và xin mời tất cả các quý tôi tớ mục sư con cái Chúa cùng ngồi an tọa. Cảm ơn ca đoàn rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các anh em thiếu nhi. Các bạn đều thanh niên cả, đều là thế hệ trẻ mà Đức Chúa Trời Ngài đang ngưỡng mộ và đang trông đợi. Ngài có sự trông cậy vào các bạn. Trong danh Chúa Jesus Christ, Chúa dấu yêu, tạ ơn Chúa vì lời của Ngài sẽ được nói ngày hôm nay, Chúa ạ. Nguyện lời Chúa như sấm truyền động chạm chúng con. Ôi hỡi Chúa, hãy xé các tầng trời mà ngự xuống cho lòng chúng con, và hãy xé toang lòng chúng con ra, Chúa ơi, để vào đáy sâu thẳm cho lòng chúng con, Chúa ạ. Và Ngài hãy đi vào tất cả một nơi sâu thẳm nhất của lòng chúng con, làm tất thể điều gì Ngài muốn, ô, để chúng con trở thành một người giống như Đức Chúa Trời như Ngài mong muốn trước lúc sáng thế. Trong Chúa Jesus Christ Kitô, mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài. Chúa yêu Ngài, chúng yêu nhau, chúng hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Rất là hân hạnh hôm nay tôi được vinh dự là khai trương trường Đại học Tổng hợp Thần học Nước Trời. Đây là một công việc mà Đức Chúa Trời Ngài giao cho trọng trách, nhưng đó là kết quả không phải của chúng tôi. Đấy kết quả của tất cả các ông bà anh chị em, kết quả của rất nhiều thế hệ đi trước, kết quả của các sứ đồ tiên tri thời Cựu Ước, thời Tân Ước, kết quả của bao nhiêu anh hùng đức tin đã đổ máu ra. Họ đã cầu nguyện nài xin Đức Chúa Trời để trời Ngài bày tỏ ra những điều gì lớn khó, là những điều gì chưa từng biết. Chúa chúng ta đứng vĩ đại. Amen. Chúa chúng ta đã đứng cực kỳ quyền thế, Ngài làm việc gì cũng rất là vĩ đại. Và Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta tất cả sự mầu nhiệm của Ngài. Nhưng một điều mà Ngài đòi hỏi, chúng ta có sẵn lòng trong sự bày tỏ đó không? Hôm nay, đề tài mà tôi muốn, hay Đức Thánh Linh đặt để trong lòng tôi, muốn chia sẻ với quý mục sư, anh, ông bà, anh chị em, đó là tại sao Chúa Giê-xu chưa tái lâm? Chúa Giê-xu tái lâm, Thiên Chúa tái lâm là đề tài xuyên suốt tất thảy các lịch sử từ khi Chúa Giê-xu Ngài thăng thiên, Ngài chết, sống lại và thăng thiên. Các môn đồ chờ đợi Chúa Giê-xu, ai cũng tưởng rằng Ngài sắp tái lâm rồi. Và họ cứ tưởng thậm chí là Chúa chậm trễ hay sao. Nhưng không, Đức Chúa Trời Ngài không hề chậm trễ. Ngài đang chờ đợi mỗi chúng ta để chúng ta chuẩn bị. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời sự chu toàn, Đức Chúa Trời của sự tinh tế. Ngài làm cái gì cũng chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Ngài không như là loài người làm đâu đánh trống bỏ rùi và cứ làm không có chuẩn bị gì cả. Ngài có chiến lược kế hoạch tất cả cực kỳ toàn diện, toàn vẹn. Từng cái chi tiết nhỏ nhặt một thôi Ngài cũng lưu ý đến, vì luật của Chúa Trời là trung tín việc nhỏ thì sẽ được trung tín việc lớn. Amen. Sự tái lâm của Chúa Giê-xu, cái bài giảng tôi chia sẻ, quý mục sư và ông bà anh chị em có thể xem ở trên slide. Sự tái lâm của Chúa Giê-xu liên quan trực tiếp đến điều gì? Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, rằng trời phải rước Chúa Giê-xu về cho đến kỳ muôn vật được đổi mới. Đây là một trong câu chìa khóa then chốt. Tại sao Chúa Giê-xu Ngài phải thăng thiên về trời? Tại sao không Ngài không ở lại để giúp môn đồ làm việc khác? Ngài vẫn ở lại được chứ. Ngài vẫn sai cả thần linh của Chúa Cha và thần linh của Chúa Con là Ngài, nó là Đức Thánh Linh để mà giúp đỡ chúng ta mà. Một, có hai đấng mà giúp thì tuyệt vời quá. Nhưng tại sao Ngài lại không làm như vậy? Sự công bình của Chúa ở đây, sự công bình của Chúa là Chúa cất về trời để con dân của Chúa, những con người mà Chúa dựng lên quản trị muôn vật,
phải làm cái nhiệm vụ mà họ đáng phải làm. Đó là phải phục hồi lại tất cả lĩnh vực, phục hồi lại đất mà cớ tội lỗi của Adam thứ nhất bị rủa sả. Thật là bất công nếu Chúa chỉ làm hết và con người không làm gì. Thật là bất công. Đức Chúa Trời chỉ làm một cách duy nhất, đó là chết thay. Nhưng cái công nghệ làm người của Chúa Trời, Chúa sẽ bày tỏ chúng ta tiếp tục ở trong phần sau, nằm ở chỗ muôn vật đấy mà con người phạm tội, con người đã làm nó bị rủa sả. Vì chính Đức Chúa Trời là đấng rủa sả loài người, chính Đức Chúa Trời là đấng rủa sả ma quỷ. Amen. Sự rủa sả đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ ma quỷ. Ma quỷ là kẻ bị rủa sả và nó lấy cái sự rủa sả đau đớn mà nó đang chịu đó để nó rủa người khác vậy thôi. Còn sự rủa sả gốc rễ là từ Đức Chúa Trời. Sự rủa sả đó là một cái hành động mà kích hoạt của luật pháp Đức Chúa Trời. Khi các tạo vật mà chống nghịch lại luật pháp thì Đức Chúa Trời có cơ chế tự hoạt động của luật pháp trọn vẹn của Ngài bật lên và hành động với mục đích để đưa các tạo vật trở lại về quỹ đạo ban đầu của Đức Chúa Trời. Vì thế sự rủa sả thoạt đầu tưởng là sự đau đớn khốn khổ khốn nạn, nhưng nếu nhìn sâu và sâu xa bên trong thì đây là lòng thương xót nhân từ của Đức Chúa Trời. Vì Chúa không muốn để một người bị chết mất. Amen. Ngài không muốn huyết của kẻ tội nhân, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn và nhận biết lẽ thật. Ngài muốn tất cả tạo vật mà Ngài dựng nên đều phải được sống. Vì một người bình thường chúng ta thôi, chúng ta làm công việc gì chúng ta cũng không muốn nó đổ vỡ. Amen. Không ai muốn làm công việc tao hỏng xong vẫn đi làm lại cả. Ngài không muốn. Ngài là Đức Chúa Trời của sự chọn lành, nên Ngài làm điều gì đấy thì Ngài hoàn toàn không muốn bị nó đổ vỡ. Vì thế mà cơ đốc nhân hay con cái Chúa mà chúng ta làm thì nhiệm vụ chúng ta phải đổi mới muôn vật cho đến kỳ thì Chúa mới quay lại được. Ai đó có thể thắc mắc rằng nhưng muôn vật sẽ bị đốt hết bằng lửa thì việc gì phải phục hồi nó lại? Không thể thế được. Bởi vì trách nhiệm của con cái của con người được Chúa cao giao cho quyền quản trị, con người làm mất cái sự hiện diện của Chúa Trời ở trên vườn địa đàng này thì con người phải có trách nhiệm phục hồi nó. Đức Chúa Trời, Ngài giúp con người ở những việc con người không thể làm được thôi. Và ân điển là sự dễ dàng mà Đức Chúa Trời ban cho con người khi con người không thể làm được hay là cực kỳ khó khăn để làm việc đó thì ân điển được ban cho thôi. Con người cần phải làm việc. Amen. Chúa Giêsu Christ là đấng thần nhân, Ngài vừa là trời và người là người nữa. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải hoàn toàn giống Chúa và chúng ta là phục là giống Chúa 100%, tức là hầu việc Chúa, tức là trông cậy vào Ngài là 100%, nhưng chúng ta cũng phải nỗ lực bằng hết tất cả bản thân mình 100%, chứ không phải là chỉ có một phần trông cậy Chúa, còn tôi cứ há miệng tôi làm việc gì tôi thích. Không thể thế được. Đấy là sự vô trách nhiệm, đấy là sự bất công, đấy là sự không công chính. Vì thế cái điều thứ nhất ở đây, Chúa muốn muôn vật phải đổi mới. Mà ai đổi mới? Chính con cái Chúa Trời phải đổi mới. Vì muôn vật trong thế này bị rủa sả rồi. Đất không phải trái đất này đâu. Vì đất trong Sáng Thế Ký Chúa đã nói rồi, đất là gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, và đất là vô hình và trống không. Đó, đất đó. Chứ không phải cái phần mà những ngày sau này chúng mới làm ra khoảng không rồi trái đất bắt đầu mới những cái phần khô ra mới là đất đâu. Trái đất chúng ta đâu. Đất đó là cái lĩnh vực về thuộc linh. Nó có thể tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng và tất thể những lĩnh vực nào mà con người có thể bây giờ chưa hình dung tưởng tượng nổi. Nhưng cái đất đó mà chúng ta nói đất vì cớ ngươi mà bị rủa đó, thì chúng ta khi chúng ta được sống, được cứu rồi thì chúng ta không những được cứu thôi mà chúng ta phải làm phục hồi lại tất cả cái miếng đất mà đã bị rủa sả vì cớ tổ tiên thứ nhất của chúng ta. Amen. Vì thế lời Chúa nói rõ ràng, trời phải cất Chúa Giêsu về cho kỳ muôn vật đổi mới. Chúa Giêsu ngồi trên trời nghe đợi, nghe đợi con ơi, con làm, con phải đổi mới đi, con phải đổi mới. Nhưng mà Chúa ơi, đổi mới làm gì? Đằng nào chúng đổ hết lên mà. Không được con ạ. Con phải phục hồi cái giá trị ban đầu. Như cái đồng tiền, đồng 100 đô la. Con phải chứng minh cái mệnh giá, cái giá trị của nó. Nó phải 100 đô la. Nó bị rách, bị đốt. Nhưng con chứng minh là mệnh giá 100 đô la. Thì ta sẽ đổi cho con 100 đô la mới. Amen. Để nhiệm vụ chúng ta phải đổi lại, phải phục hồi giá trị đó. Còn cái chuyện nó bị đốt, đấy là chuyện thiệt đương nhiên. Nên nguyên nhân thứ nhất của chúng ta, Chúa đợi đó là sự đổi mới phục hưng của muôn vật. Nguyên thứ hai, từ Khải Huyền từ đoạn 19 trở đi, chúng ta thấy rằng sự tái lâm Chúa Giêsu liên quan đến tiệc cưới của Ngài. Sự tái lâm Chúa Giêsu liên quan đến ngày phán xét lớn của Đức Chúa Trời.
và sự tái lâm Chúa Giêsu liên quan đến việc mà Chúa đồng trị với vợ của Ngài ở trong đời này, vương quốc ngày năm và cả có đời đời. Đó sự tái lâm của Chúa quan tâm đến vậy. Mà Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời, chúng ta đã nói Chúa luôn chuẩn bị. Chúa luôn chuẩn bị. Nhưng ngày hôm nay Chúa nhìn thấy hội thánh của Chúa là đại diện Ecclesia, tức là cơ quan quyền lực tối cao nhất của Đức Chúa Trời trong con sáng tạo. Hội thánh không phải thiên sứ là cơ quan quyền lực cao nhất, mà hội thánh của Đức Chúa Trời là cơ quan quyền lực tối cao của Đức Chúa Trời ở trong con sáng tạo này. Hội thánh có quyền dạy thiên sứ. Hội thánh trong sách Ephesians có nói hội thánh còn dạy các đấng cầm quyền ở trong nơi trên trời. Hội thánh làm nhiệm vụ giao truyền tin mừng của Đức Chúa Trời, là cái tin mừng mà thiên sứ cũng phải ước ao trông đợi, thiên sứ cũng mong ước để giảng nhưng không được. Còn người phạm tội có tin mừng, nhưng thiên sứ phạm tội không có tin mừng cho họ. Mặc dù họ có thể hùng vĩ mạnh mẽ thế nào, nhưng họ vẻn vẹn là những thần hầu của Chúa Trời để sai xuống giúp chúng ta. Chúng ta những hoàng tử, công chúa của Chúa Trời, của con vua dù nhỏ dù bé nhưng vẫn hoàng tử, vì đây là người thừa hưởng cơ nghiệp của vua cha, có thể lãnh đạo quản lý các vua, các quan tướng, các thiên sứ, các vệ sĩ sau này. Nên ngày hôm nay ở trong sách Ephesians đoạn 1 câu 23 có nói hội thánh là sự đầy đủ của đấng tóm mọi sự trong mọi loài. Đây, Đức Chúa Trời ngài muốn dùng hội thánh của Chúa để phục hồi lại tất cả các mảnh đất mà bị đổ xả. Nhưng hội thánh của Chúa, Chúa nhìn thấy, ô, ta nhìn xuống dù một người cũng chẳng thấy đâu cả. Bởi ta dựng con người theo hình và tượng của ta, nhưng ta nhìn thấy, ô, đâu rồi, toàn con ngợm. Chỗ này thì là giống con khỉ, chỗ này giống rồng, chỗ này giống rắn, chỗ này giống tất cả mọi thứ lung tung hết. Ngài, ô, ta đâu, ta không nhìn thấy hình tượng của ta đâu cả. Và nữa, ai đó đã tin Chúa rồi, đang cố gắng phục hồi lại thân thể. Nhưng mà cái thân, chúng ta biết hội thánh là thân thể của Chúa. Thân thể thì chúng ta, Chúa dùng cái từ rất hay, chúng ta đều có thân thể để chúng ta có thể so sánh, cho tôi nhìn thấy ngay, có đầu, có mắt, có chân, có tay, có đủ hết các thứ, nó thiếu những cái phần chi thể nào. Và lời Chúa nói hội thánh là sự đầy đủ của đấng tóm mọi sự trong mọi loài. Nhưng ngày hôm nay chúng ta xem thấy hội thánh có đủ mọi sự không? Tại sao có sự dạy dỗ con cái Chúa không làm chính trị? Tại sao có sự dạy dỗ khoa học là của ma quỷ? Tại sao dạy dỗ truyền thông là của nó? Tại sao như vậy? Tất cả của Chúa Trời, lời Chúa nói đất và muôn vật ở trong đất thuộc Đức Giê-hô-va. Amen. Tất cả mọi sự thuộc về Ngài. Ngài đứng tạo hóa tất cả tạo vật của Ngài. Các tạo vật họ có thể là sử dụng sai cái mục đích mà Chúa dựng lên thôi, họ phạm tội thôi, nhưng mà vẫn là tạo vật của Ngài chứ không phải của ma quỷ. Ma quỷ hay các thế lực khác, nó chỉ là những kẻ chiếm hữu bất hợp pháp mà thôi. Amen. Còn con cái Chúa, chúng ta phải phục hồi lại tất cả. Vì thế ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời Ecclesia, từ thời cựu ước là dân Israel tuyển chọn của Chúa, và thời tân ước là người được tái sinh của Ngài, thì Chúa thiếu những cái phần rất quan trọng. Thiếu, nó chỉ có một phần ở chỗ này. Thí dụ như là công tác truyền giáo, ngợi khen thờ vượng cân, cầu nguyện, chữa lành, là phép lạ, là giải cứu, ABC gì đấy thôi. Nhưng còn cái nơi khác mà phải động đến các lĩnh vực trong xã hội để làm chủ trong lĩnh vực đó, để thiết lập đại quyền tể trị của Chúa trong đó. Vì vậy mà Chúa nhìn thấy, wow, hội thánh ngày hôm nay cái tình trạng thực sự là con cái bé mọn. Con cái bé mọn. Có ba độ tuổi thuộc linh. Độ tuổi thứ nhất là con bé mọn. Nó có nhiều giai đoạn từ 0 đến 18 tuổi. Một nói cách ví von. Và đoạn độ tuổi là trưởng thành hay là trẻ tuổi là độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Và độ tuổi của người phụ lão là biết đứng từ lúc ban đầu là lớn hơn. Độ tuổi ở giữa là tuổi trẻ tuổi, không phải trẻ tuổi thuộc thể đâu. Hay là chuyện mà chúng ta tin Chúa sống lâu lên lão làng đâu. Mà độ tuổi đó, độ tuổi đã thắng ma quỷ vì lời Chúa trong họ. Và lời Chúa, họ đã thành thịt, thành xương, thành thế giới quan, thành tất cả mọi sự của họ rồi. Còn độ tuổi từ 0 đến 8 tuổi là độ tuổi chúng ta đã học rồi. Ở trong trường đại học tổng hợp Thần Đức Trời, các sinh viên yêu quý của chúng tôi, các bạn sẽ được học, được đọc tất cả điều đó trong công nghệ làm người về tất cả độ tuổi thuộc linh. Ngày nay Chúa nhìn thấy con cái Chúa có bé mọn. Vì bé mọn nên họ không thể làm được cái gì mà Chúa muốn. Sách Galati đoạn 4 có nói, và cái người kế tự khi còn thơ ấu thì còn làm tôi mọi, phải làm dưới quyền của người bảo hộ cho đến kỳ người cha đã định. Khi chúng ta còn bé mọn, chúng ta phải còn phải bị vâng phục dưới lẻ thói thế gian. Tức là người bé mọn ấy thì dễ bị lừa. Vì thế Chúa không muốn để con cái của Ngài phải bị lừa đảo, bị như dây động nay đó đi đó, rất nguy hiểm. Thì chúng ta là bậc cha mẹ có con cái, chúng ta đều không muốn một chút nào để con cái chúng ta
nhỏ gọi là ngây ngô gì cả. Nếu đi đâu ấy, con cái mà ngây ngô ở nhà thì lúc nào cũng lo, nó có thể đứa con có thể động sờ điện giật rồi ra ngoài đường kẹt xe rồi đu đủ các thứ. Nhưng khi trưởng thành là chúng ta rất là hớn hở. Chú còn hơn thế nữa, nếu loài người là xấu xa còn biết con cho con cái mình vật tốt thay, huống chi trai nó giấu chúng ta. Rồi tiếp nữa, Chúa nhìn thấy cái thảm trạng trong hội thánh, bệnh tật còi xương, bệnh tật những cái khối u của những người là ghét anh em mình. Ôi tại sao có thể ghét anh em mình được? Chú nói rằng nếu người mà yêu được kẻ thù thì mới được xưng là con cái trên trời. Thế vậy mà tại sao trong hội thánh của Chúa lại có thể có những dịch mà ghét anh em của mình, ghét người cùng đức tin? Chúa không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Amen. Thì đấy là bệnh rồi, người bị bệnh rồi. Bệnh của sự ghét anh em mình, bệnh sự mà giết anh em mình. Cái tà linh của Cain đã giết Abel là em của mình. Thì còi xương nữa, ăn nhưng không chịu ăn, và lớn và nhiều năm như còi xương. Nói tôi tin Chúa rồi, có thể nhiều chục năm trong một vụ đủ các thứ, nhưng mà còi xương, chúng ta nhìn cái thảm trạng đó chính chúng ta đầu tiên. Rồi chúng ta nhìn thấy hội thánh của Chúa chưa đủ mọc các chi thể, còn thiếu nhiều chi thể khác để có thể là cùng làm chức năng đầy đủ của một thân thể trọn vẹn. Và vì vậy hội thánh này, vì chưa đủ nên hội thánh này càng chưa có vóc dạng của Đấng Christ được, mà chỉ có vóc dạng Đấng Christ thôi thì mới có quyền tể trị cùng với Ngài được. Vì thế mà Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Christ, Ngài không thể đi cưới một nàng dâu mà cụt mù rồi thiếu thốn các phần khác. Ngài không thể cưới một nàng dâu mà ngây ngô, nói cái gì không biết, cái việc về đất còn không hiểu, huống chi việc thuộc về trời. Ngài không thể cưới được. Khi hội thánh lúc đó còn nhỏ, còn đỏ như vậy thì chưa biết cách để đổi mới muôn vật lại. Và hội thánh của Chúa cũng không biết cách để mà tham dự vào cái việc tòa án phán xét cùng với Thiên Chúa. Vì chúng ta, lời Chúa nói rồi, chúng ta xét đoán thiên sứ mà, huống chi việc đời này. Mà việc xét đoán là việc của người trưởng thành. Xét đoán không phải trong sự giận dữ, không phải trong sự thù hằn, mà xét đoán trong tình yêu thương, xét đoán theo luật pháp của Chúa Trời. Việc này chỉ có những cơ đốc nhân trưởng thành mới được quyền xét đoán. Chúa cũng nói, môn đồ của Chúa, Chúa còn cho, ở đâu ạ? Ngồi bên Chúa để xét đoán 12 chi phái Israel. Hội thánh, tức 12 chi phái Israel, còn bị ai ạ? Các sứ đồ, các môn đồ của Chúa xét đoán, huống chi thế gian. Và chính vì còn chưa được xét đoán như vậy, nên chưa phân biệt điều lành, điều dữ, chưa phân biệt được điều sai, điều hèn, chưa trở thành miệng thật của Đức Chúa Trời được, nên hội thánh chưa thể đồng cai trị với Thiên Chúa ở ngay cái đời này, vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Đây là sự công bình của Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời có giải pháp tuyệt vời của Ngài, đó là tin mừng vương quốc của Chúa. Wow, tuyệt vời. Tin lành của Đức Chúa Trời, hay là phúc âm của vương quốc Chúa Trời. Phúc âm của Chúa là quyền phép của Ngài để cứu mọi kẻ tin. Tất cả kẻ tin đã được cứu, bất luận làm sao được cứu. Tin Chúa đây không đơn giản là Chúa chết tội cho con rồi thì con được cứu, không chỉ đơn giản đâu, đếm chỉ bước đầu tiên để vào trong nước trời mà thôi. Và ở lại đó chúng ta còn sống lại nữa. Vì nếu tin Chúa có nghĩa là phải tin hết tất cả mọi điều mà Ngài nói. Amen. Ngài nói ta dựng con theo hình và tượng của ta để cai trị muôn vật, có tin không? À, không Chúa, con chỉ tin là con tội nhân, bây giờ con được cứu. Đúng thôi, ta đúng hiểu đúng, nhưng bây giờ con ở trong ta, trong nước trời thôi, thì ta dựng con giống ta để cai trị muôn vật. Con có tin rằng đấng trong con mạnh hơn kẻ thế gian không? Đúng, có. Amen. Thế tại sao con lại sợ? Con sợ ma, sợ quỷ, con sợ nhà cầm quyền, con sợ bị khủng bố, con sợ bị chết đói, con sợ bị bankrupt, bị phá sản, con sợ hết thế lực đó, thế lực kia. Con sợ bị cô đơn, con sợ bị vợ bỏ, chồng bỏ, con bỏ, con sợ đủ các thứ. Mà tại sao con không sợ ta? Ôi làm sao nguyện sự kính sợ Chúa Trời của chúng ta lớn đến nỗi nó nuốt sạch hết tất cả cái sự sợ hãi khác, như là con rắn ở trong tay Môi-se đã hóa ra cái gậy đấy, hóa ra con rắn và nuốt sạch tất thảy các con rắn như sự sợ hãi khác ở trong tay của các thầy phù thủy. Tin mừng nước trời là cái gì vậy? Tại sao Đức Chúa Trời, Ngài Chúa Jesus Christ, Ngài lại nói rằng tin mừng vương quốc Đức Chúa Trời thì mọi sự mới đến? Nước trời là cái gì ở đây vậy? Nước trời là
Nếu chúng ta xem từ sáng thế ký Khải Huyền, chỗ nào cũng nói nước trời. Ban đầu Chúa dựng nước trời cũng là nước trời. Rồi cả Đại Chúa Xu đến mau đến cũng là trời. Một chấm một nét cũng là Đức Chúa Trời, là nước của Ngài hết. Vậy nước trời là cái gì? Nước trời là Kingdom of God đấy. Có nghĩa là Đức Chúa Trời và mọi sự đại trị của Ngài. Nước trời là Đức Chúa Trời và mọi sự đại trị của Ngài. Và nước Đức Chúa Trời làm thực thể, là cấu trúc có ba thành phần. Thành phần thứ nhất là Đức Chúa Trời mà ba thân vị Cha, Con, Thánh Linh, chứ không phải một hay là hai hay là bốn. Kinh Thánh khẳng định điều đó. Và tất cả chúng ta, những học viên của trường, chúng ta sẽ học rõ ràng điều đó. Tại sao là ba? Thứ hai, nước Chúa Trời gồm tuyệt đối tất cả các tạo vật của Ngài, cả vô hình, hữu hình, các luật pháp, tất cả thời gian, không gian, mọi thứ đều trong nước trời cả. Thứ ba, nước trời là tương quan, quan hệ tương hỗ giữa các chủ thể ở hai cái thành phần là Đức Chúa Trời và tuyệt đối các tạo vật của Chúa với nhau. Nước trời, cả Đức Chúa Trời quan hệ của Ngài với chính Ngài. Đức Chúa Trời là cả quan hệ của chúng ta với chính bản thân mình, cả thái độ chúng ta với người khác, thái độ chúng ta với thế giới xung quanh mình, với thiên nhiên, với cây cối, với hồ, nước, sông, biển, ABC, tất cả. Và mối tương giao với nhau, với Đức Chúa Trời, với các tạo vật khác. Đó là nước Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta thấy là tuyệt đối mọi sự mà chúng ta có thể hình dung tưởng tượng nổi đấy, hay không hình dung tưởng tượng nổi, nó đều nằm trọn hết trong nước Đức Chúa Trời. Amen. Vì thế mà tin lành vương quốc Đức Chúa Trời giải quyết được tuyệt đối tất cả mọi sự luôn, cả việc đời này cũng việc đời sau. Amen. Vì nước trời đón tất cả mọi sự, cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Và ma quỷ nó không sợ các tin lành khác. Tin lành là cái gì vậy? Tin lành là tin tức tốt lành. Thí dụ như anh trúng xổ số, tôi được lấy vợ, tôi được nhận giấy tờ, hay tôi đẻ con, thì cũng là tin lành, tin tốt thôi. Và tin lành về sự cứu rỗi cũng chỉ là một phần, đó là con người được cứu thôi. Nhưng tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời thì gồm tất cả các tin lành, tất cả. Vì nước trời là tóm mọi sự, tóm hết tất cả, tuyệt đối mọi sự. Thành ra tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời là tóm tuyệt đối tất cả mọi sự luôn. Nói cả số phận ma quỷ, nói tất cả cách để mà con cái Chúa có thể cai trị được cùng với Chúa ra sao. Vì thế ma quỷ chỉ sợ tin lành Đức Chúa Trời mà thôi. Các loại tin lành khác nó không sợ. Các loại tin lành khác, ok, anh chị cứ vào, ví dụ những thế lực tà quyền nào đó cho vào thoải mái, anh chị em có thể làm đấy, nhưng mà phải dưới quyền thao túng kiểm soát của chúng tôi. Anh chị em có thể giảng lời Chúa, ok, in Kinh Thánh trong đọc, thế nhưng mà đừng có động đến chính trị, đừng có động đến cái nơi mà kiểm soát được tất cả các lĩnh vực khác, đó là chính trị. Ai đã bỏ chính trị, ôi không cần làm. Tại sao? Bởi vì cái nơi nó tối tăm, vì con cái Chúa đã không chịu làm sự sáng ở trong đó, không chịu làm muối ở trong đó, nên cái miền đất chính trị đấy nó đầy rẫy sự chết chóc và đầy sự tối tăm tối. Thì đây là trách nhiệm chúng ta, chứ không phải chúng ta bỏ chạy đâu. Nếu chúng ta bỏ chạy thì chúng ta sẽ mất cả thẩm quyền, vì thẩm quyền luôn đi cùng với trách nhiệm. Đây là một cặp chân luôn luôn tỷ lệ thuận với nhau. Thẩm quyền càng cao, trách nhiệm càng lớn. Như vậy là ma quỷ nó chỉ sợ duy nhất là tin lành nước trời. Và trường đại học tổng hợp thần học nước trời mà Chúa đang mở cho chúng ta ở đây, bởi sự cầu nguyện, bởi sự cộng tác, bởi sự thăm viếng của chính các anh chị em, chính các cơ đốc nhân và chính các thế hệ đi trước, đó là sản phẩm. Chúng ta là sản phẩm của bao nhiêu công tác của những thế hệ đi trước. Amen. Vậy chúng ta hãy ngợi khen Chúa, hãy dâng chúng vinh hiển cho tất cả những anh hùng đức tin, tất thảy những mục sư của chúng ta, tất thảy người dẫn dắt chúng ta đến đức tin. Amen. Hãy biết ơn họ, tất cả người đó, bất kể người nào bước qua đời sống của mình, hãy cảm ơn họ, đặc biệt là những người nào nói cho mình về Đức Chúa Trời. Amen. Vì lời Chúa có nói rõ rằng anh em còn phải là chia gia sản cho cái người mà giảng lời Chúa cho anh em. Trường này chúng ta sẽ dạy sinh viên tất cả mọi điều về tin lành nước trời, và để đào tạo ra các trụ cột của nước trời, để tất cả trụ cột đó đứng ở nơi đỉnh cao của các chóp núi, anh chị em ạ. Để lời Chúa ứng nghiệm rằng xảy ra trong ngày sau rốt, núi của nhà nước ra sẽ lập vững trên đỉnh các núi cao tất cả mọi đồi, mọi dân tộc thường sẽ đổ vào đó. Vì luật pháp ra từ Siôn. Ngày nay chúng ta thì thấy luật pháp hầu như không ra từ Siôn. Luật pháp từ ra từ những kẻ không biết Đức Chúa Trời, những kẻ ghét Đức Chúa Trời, những kẻ mang tiếng là tin Chúa Trời thôi nhưng không làm. Vì thế sách Truyền Đạo có nói, ta thấy một cái tai nạn là lỗi lầm mà quan trưởng phạm phải, đó là kẻ giàu thì ở nơi thấp, kẻ ngu dại ở nơi cao, kẻ tôi tớ thì
kẻ quan trưởng thì đi bộ mà tôi thớ thì đi ngựa như quan trưởng vậy. Chúng ta nhìn thấy đây là trách nhiệm của quan trưởng. Chúng ta là quan trưởng của Đức Chúa Trời đây, là người kế tự cơ nghiệp của Ngài đây. Nhưng chúng ta đã bỏ cái trách nhiệm để làm những cái cánh đồng miền đất về chính trị, kinh tế thì đấy bị rỗng, không ai cày bừa trong đó cả. Và vì cỏ lùng đủ các thứ nó vào trong đó, nó chẹt hết. Và ở nơi đó thì toàn là những kẻ gian ác ở trong đó thôi, con cái của ma quỷ. Tất nhiên linh hồn họ là cứu hết, chúng ta yêu họ. Nhưng ở trong đó thì bởi cái sự mà cái kẻ ngu dại đấy không tìm được Chúa Trời, nói trong lòng không có được Chúa Trời, thì kẻ đó trên cao. Vì vậy họ chỉ cần xì mũi phát thôi là người dưới có thể vỡ đầu thôi. Họ có cơ chế là con ngựa của họ. Những họ đi ngựa đấy là cơ chế luật pháp, họ có nhà tù, họ có công an, họ có quân đội, họ có đủ thứ. Chúng ta cứ làm ra cái này, chúng ta hì hục hàng nhiều năm trời, cứ ăn cầu nguyện đủ các thứ để mà nhóm họp lại con cái Chúa ở trong một hội thánh nào đó hay một sân vận động nào đó, hallelujah, hàng chục nghìn người được cứu, hallelujah. Nhưng mà họ chỉ cần ra một thích nghi đinh thôi, phù phát các hội thánh bay hết, các con Chúa đi hết. Những con cái Chúa vừa mới tin Chúa đấy thì lại tiếp tục phải đi vào trong các cơ chế của thế gian, những cơ chế trong kinh tế, trong truyền thông, và nó hút hết cả con cháu của mình, hút hết bao nhiêu điều chúng ta vừa mới sinh ra, họ chưa kịp lớn đã bị những cái thế lực đó nó hút hết rồi. Vì cái kẻ đi ngựa ấy, nó đi nó trả lát, mà không những trả lát đâu, những con ngựa đấy nó còn y ra những cái đồ ô uế, nào là tham nhũng, nào là đủ các tệ nạn khác, là chúng ta cứ đi dọn rác suốt này không bao giờ đủ. Mà Chúa nói rằng cái ngọn đèn mà sáng phải đặt nơi cao, amen, chứ không thể để xin thấp được. Con người Chúa chúng ta không thể chấp nhận được cái chuyện là những kẻ gian ác nó ở trong thế gian được. Sự công bình của Chúa ở đâu? Chúa Jesus Christ khi Ngài vào trong đền thờ của Ngài, Ngài nhìn thấy những kẻ mà buôn thần bán thánh trong đó, Ngài nhìn thấy kẻ đó, Ngài nổi giận và Ngài vụt hết tất cả đó, Ngài đuổi ra và Ngài phải rời cái đền thờ đó. Và Ngài nói rằng các môn đồ lúc đó còn khoe, ôi đây đây Chúa ơi, đây chỉ cái nhà thờ nguy nga 46 năm này. Chúa bảo không, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá đó hết, đổ hết, sụp hết luôn, và phá cái đền thờ đi, phá đi có 46 năm rồi Chúa, để cả hàng nghìn năm mà theo cái thời của Môi-se, chúng con dựng hết rồi, chúng đổ hết đi, vì cái này nó không làm gì được cả. Tất cả con người cũ đấy, các sự dạy dỗ cũ đấy không làm được con ạ. Con có theo ta không? Ta muốn làm điều mới, hãy tiếp đi. Ta làm điều mới chỉ 3 ngày thôi con ạ, một cái đền thờ mới sẽ xảy ra, một con người mới sẽ xảy ra, con chỉ tin mà thôi. Con cái Chúa sẽ đứng trên cái đỉnh cao. Đức Chúa Trời không chấp nhận khi con cái của Ngài ở cái đỉnh thấp như kẻ ăn mày. Chúng ta là người có biết con cái, cho con cái vật tốt thay. Chúng ta không bao giờ có thể hài lòng khi con cái chúng ta bị ăn mày, khi con cái của chúng ta phải điên. Ôi, cảm ơn con, chúc mừng gia sếp. Khi con cái của chúng ta phải đi làm thuê, làm mướn đâu đó và làm nô lệ nơi đó, đó sự sỉ nhục với cha. Cha nhìn thấy con cái làm thế, cha rất sỉ nhục. Mà trong đó toàn cơ nghiệp này của cha, mà bây giờ con lại không biết dùng. Tại sao vậy con? Chúa Giê-xu có một cái tôi gọi là siêu mạng lệnh. Nếu các lần thần học khác gọi cái câu kinh thánh rằng hãy đi giảng tin lành cho muôn dân, hãy nhân danh cha con thánh linh mà nó báp têm cho họ và giữ mọi điều ta truyền và ta cùng các người thế, họ coi điều đó là đại mạng lệnh. Thì cái điều này thánh linh của Chúa nói với tôi, đây là siêu đại mạng lệnh, siêu đại mạng lệnh. Vì cái siêu đại mạng lệnh này nó thừa sức, nó giải quyết hết cả cái phần gọi đại mạng lệnh. Vì chỉ cần tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thôi, thì tất cả những điều còn lại Chúa cho thêm hết, cả sức giàu, cả quyền năng, cả được khôn ngoan, đủ hết tất cả. Trong nước trời có hết tất cả rồi con ạ. Tất cả mọi sự, vì vừa nói ta nói nước trời là tóm hết tất thảy mọi sự tuyệt đối luôn, có hết trong đó rồi. Chúa hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời con ạ, hãy tìm kiếm nước Chúa Trời. Nhưng tìm cách nào? Tìm cái sự công bình của Ngài, tìm không bằng cách láo cá lươn lẹo, mà tìm theo sự công bình của Chúa, theo tiêu chuẩn của Ngài, theo cách thức mà Đức Chúa Trời Ngài chỉ định, cách thức không hề thiên vị ai hết. Đức Chúa Trời ở trong trường này, Chúa sẽ dạy chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời là đồng ta sao. Vậy chúng ta sẽ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời ra sao? Chúa Giê-xu không phải là ông thần hiện ra để cho chúng ta những bài toán mà chúng ta không thể giải được. Ngài không bao giờ làm như vậy anh chị em ạ. Nếu Ngài làm như thế đấy sự bất công. Đức Chúa Trời Ngài không hề làm việc gì mà chính Ngài không làm mẫu. Thậm chí chết cho con người Ngài cũng làm mẫu. Sự công bình của Ngài đó. Chúa Giê-xu khi chết trên thập giá, đấy là sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Ngài Đức Chúa Trời, Ngài không thể chết được. Nhưng khi Ngài gánh tội của thế gian trên Ngài, Ngài vẫn chết như thường.
để nói rằng Đức Chúa Trời, Ngài rất coi trọng luật pháp của Chúa Trời, và tất cả mọi người đều bình đẳng trước mặt của Chúa Trời. Tất cả mỗi người, dù nghèo, đói, ốm, yếu, dù văn hóa thấp hoặc vấn cao, không quan trọng, tất cả mọi người đã là người xong. Họ là kiệt tác có 102 của Chúa Trời. Chỉ cái ngón tay của họ thôi, vân tay họ thôi, đã nói rằng họ là duy nhất, không hề có một ai giống như vậy. Amen. Quý anh bà, ông bà, anh chị em, anh nhìn sang bên cạnh, anh nói rằng bạn, anh, ông, chị là kiệt tác duy nhất của Chúa Trời. Hallelujah. Đó, đấy là kiệt tác của Ngài, anh chị em ạ. Đấy là phép lạ của Chúa Trời đó. Đấy chính là phép lạ vĩ đại nhất của Ngài, chứ không phải là chỉ có những việc nhỏ nhỏ kia. Và nước trời là cái điều mà khi Chúa ra lệnh phải tìm kiếm, mà Chúa luôn chỉ chúng ta cách tìm kiếm rất tuyệt vời. Thứ nhất là Cha Thiên Thượng đã bằng lòng cho các ngươi được thiên đàng rồi. Chúa nói hỡi bầy nhỏ, tức là chúng ta bảo ôi con nhỏ, nó con bé, con không biết cái gì cả. Chúa nói hỡi bầy nhỏ, chớ sợ chi, vì Cha các ngươi trên trời đã bằng lòng ban cho các ngươi được thiên đàng rồi. Amen. Được thiên đàng đã được ban chúng ta rồi, bất chấp chúng ta nhỏ bé ra sao, không quan trọng, Chúa đã sẵn sàng chúng ta. Thứ hai, khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh đó, người Pharisee là người đang chống Chúa, đang tìm cớ bắt Chúa, mà còn hỏi nước trời ở đâu, thì Chúa Giêsu nói nước trời ở trong lòng các ngươi. Ngày xưa tôi tưởng là nước trời ở trong lòng cái người tin Chúa, tái sinh Chúa mà thôi. Nhưng khi đọc câu Kinh Thánh này thì đọc lại không phải. Câu Kinh Thánh đó nói rằng người Pharisee đến hỏi Chúa, và Chúa trả lời nước trời ở trong lòng, trong các ngươi. Wow, hóa ra nước Chúa Trời đã ở trong lòng tất cả mọi người dưới dạng hạt giống. Có người phải tìm ra, vì nước trời ở trong lòng. Vì thế, đây là một cái điều mà tuyệt vời mà ai cũng có thể làm được. Đây là sự bình đẳng, sự công bình của Đức Chúa Trời đó. Chúa không thiên vị ai cả, vì nước trời đều có thể ở trong tất cả mọi người. Chỉ cần cái thái độ, cái thành phần thứ ba của nước trời đó, đó thái độ của mình với Đức Chúa Trời, thái độ của mình với tạo vật, với chính bản thân mình. Đấy, thái độ quyết định. Thái độ nó quyết định tất cả, vì chúng ta không thể thay đổi được Chúa Trời. Chúng ta cũng cực kỳ khó khăn để thay đổi các tạo vật xung quanh, nhưng chúng ta có thể thay đổi được chính bản thân mình. Chúng ta thay đổi bằng cái thái độ của mình với bản thân mình, với Ngài, với tất cả các tạo vật khác. Amen. Tại sao Đức Chúa Trời là của tất cả mọi người, nhưng tại sao người này thế nọ, người này thế kia, người này được nâng cao, người bị hạ xuống? Bởi phụ thuộc vào thái độ của người đó với Đức Chúa Trời mà thôi, và phụ thuộc với thái độ của người đấy với chính bản thân họ, với sự ban cho, sự kêu gọi chọn lựa Đức Chúa Trời trên người đó. Công việc lớn nhất của Đức Chúa Trời trong cả cõi sáng tạo này là tạo dựng nên con người giống Ngài mà đồng cai trị muôn vật cùng với Ngài. Đây là cái công tác vĩ đại nhất, đây là phép lạ tuyệt vời nhất, anh chị em ơi. Lời Chúa nói rằng hơi sống Đức Giê-hô-va, hơi sống Đức Thần Linh của Chúa đấy, dấu dư dật, nhưng cũng chỉ làm nên một người mà thôi. Ấy tại sao? Ấy là Ngài muốn tìm ra dòng giống thánh. Bởi vì cái dòng giống của Adam Eva khi phạm tội, họ cứ nhân lên, cứ sinh sản làm đầy dưới đất, làm đất thêm nhiều thì thôi rồi, càng ngày càng chết, càng ngày càng thê thảm. Bởi tôi là một người thôi mà cả thế gian đều chết hết. Nhưng nếu một người là thánh ấy, thì thôi, tất cả thế gian sẽ là thánh. Nếu trái đầu mùa là thánh thì cả cánh đồng là thánh. Nếu rễ mà là thánh thì tất cả các nhánh nó cũng là thánh. Amen. Vì thế mà Đức Trời Ngài coi trọng cái chuyện là làm ra cái con người mới, làm ra con người thánh đấy của Ngài. Hơi sống đưa ra dư dật làm tất cả mọi điều, nhưng làm ra một người. Các tạo vật của Chúa thì cái tạo vật cao cấp nhất chính là con người. Vì thế cái phép lạ lớn nhất, cái công việc lớn nhất của Ngài, nó dựng nên chính chúng ta. Amen. Anh chị em ơi, nên vì thế mỗi chúng ta đấy là cái việc vĩ đại nhất mà Đức Trời Ngài đang làm. Vì thế mình phải, ôi Chúa ơi, con yêu Ngài quá. Khi tôi hiểu tôi hôn quá, ôi Chúa ơi, yêu Ngài quá, tuyệt vời quá, Chúa tuyệt vời thế này. Ôi con yêu Chúa quá, ôi Chúa dựng nên con tuyệt vời thế này. Tất cả mọi công sức, mọi tâm hồn, mọi lòng của Ngài, linh hồn Ngài đặt để hết vào đây để làm một con giống Ngài. Wow, tuyệt vời. Ngài làm mọi thứ không giống Ngài, thiên sứ không giống Ngài, nhưng con, mỗi con người đều giống Ngài cả. Wow. Mà giống Ngài không phải để làm cảnh, giống Ngài không phải để trưng bày ở đâu đó để đi bán, mà giống Ngài để cùng với Ngài cai trị muôn vật cơ. Wow, tuyệt vời quá. Ôi Chúa, Chúa yêu con biết đâu nào. Chúa tuyệt vời, Chúa kỳ diệu ta sao, Chúa ơi. Wow. Chúa ơi, thì Ngài đâu, Ngài tỏ cho con biết đi. Ôi Chúa ơi, bày tỏ cho con hơn nữa đi, Cha ơi. Hãy muốn, con muốn hơn nữa, Chúa ạ. Và trong dựng lên con người thì Ngài đều có công nghệ làm người. Chúng ta hay nói về công nghệ như một nhà sản xuất hay như đấng tạo hóa. Người sáng tạo, người sản xuất đều có công nghệ
công nghệ là máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ đủ đủ các loại công nghệ, nhưng công nghệ sản xuất con người chỉ có Đấng Tạo Hóa mà thôi, là công nghệ làm người của Ngài. Ngài dựng con người Adam thứ nhất và Adam thứ hai. Adam thứ nhất, Adam thứ hai là một người. Xin mục sư Hoài Hương cho tôi mượn cái gì của mục sư ấy, cái cốc ấy, không phải cái này. Cái này cảm ơn Joseph nhá, sẽ uống. Khi Chúa dựng nên loài người, tạm Chúa cảm ơn mục sư ạ. Khi thời xưa tôi đọc Kinh Thánh, tôi tưởng rằng Chúa dựng nên Adam, sau khi Adam phạm tội, Chúa mới tìm cách để mà gọi là vá lỗi, như là các bạn anh chị em làm máy tính hay là điện thoại đấy, nó có các nhà sản xuất có cái bản vá lỗi, tức là để khắc phục để hậu quả. Nhưng Chúa không phải như vậy. Chúa không phải là đấng mà tồi tệ như chúng ta. Ngài biết trước tất cả mọi sự mà, nên Ngài không có chuyện vá lỗi. Ngài không phải là Đức Chúa Trời tiến bộ gì cả. Ngài là tất cả mọi sự trong tất cả mọi điều rồi. Amen. Và chúng ta hãy xem cái công nghệ làm người chúng ta sao. Khi Chúa, khi tôi ôm Chúa, khi vũ với Chúa, Chúa tỏ cho tôi về con người và Chúa dựng tôi ra sao. Khi tôi hình dung rằng lúc đó không hề có một tạo vật nào khác, chỉ có mình Ngài thôi, ba thân vị của Chúa tương giao với nhau. Hay hình dung Đức Chúa Trời Ngài vô tận như là cái khoảng không chúng ta đang ở đây này. Vô tận, vô tận, vô tận, không có một tạo vật nào khác, tuyệt đối. Chỉ có ba thân vị Ngài tương giao với nhau thôi. Và vì thân vị đấy tương giao mật thiết với nhau, Ngài không cần ai cả. Vì đùa ba thân vị là đủ thôi. Ngài không cô đơn, bởi vì Ngài có ba thân vị, Ngài nói chuyện thoải mái. Ngài không tự kỳ ám thị để nói chuyện với mình, như là các Đức Chúa Trời gọi là một thân vị khác, không biết nói chuyện với ai cả, nói chuyện với mình thành là ông già lầm cầm. Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta là ba thân vị, Ngài nói chuyện với nhau. Và bởi cái sự đầy dẫy của ba thân vị đó tương giao với nhau và bắt đầu tuôn ra, tuôn trào ra, và cõi sáng tạo được tạo ra bởi sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Hình dung trong cái đây này, Đức Chúa Trời đầy đấy, thì trong Đức Chúa Trời bắt đầu tạo ra một cái không gian nhỏ. Không gian nhỏ tương tự như là cái cốc này, tương tự như là cái gì ạ? Ô sư Hoài Hương, cái gì đưa chúng tôi cái gì đấy? Cái phích à? Một cho cái phích ạ. Nói chung cái vật thể này tôi không biết nó là cái gì. Vì hiện tại đang không đầu đang để chỗ khác, không nghĩ nó cái này cái gì cả. Thì đây, Đức Chúa Trời ngày thì tất cả có sáng tạo của Chúa nằm trong đây. Nằm trong cái khoảng không này, khoảng không nằm trong ở cái cốc này. Tất cả có sáng tạo của Ngài, cả vô hình tất tuyệt đối tất cả có sáng tạo của Chúa nằm hết trong đây. Nằm trong đây. Như vậy ở trong sáng tạo này vừa ở trong Đức Chúa Trời mà cũng vừa ở ngoài Đức Chúa Trời. Nhưng con người thì hay hơn. Con người thì Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng con người như là cái quẹt ống hút này. Con người một phần ở bên trong và một phần ở bên ngoài cái ống. Tức là một phần thì ở ngoài Chúa, tức là trong quá sáng tạo. Và một phần thì ở trong Chúa, tức là ở trong cái sự vô tận của Đức Chúa Trời, cái bầu không gian vô tận. Thì đây, cái phần ở bên trong, cái phần bên trong thì đấy là Adam thứ nhất. Còn cái phần bên ngoài, tức là cái phần đây này, cái phần nhìn đấy này là Adam thứ hai. Đức Chúa Trời Ngài chỉ đưa Adam thứ nhất vào. Ngài biết Lucifer phạm tội sẽ cám dỗ, thì biết hết tất mọi sự rồi. Và cám dỗ, khi cám dỗ xong rồi, Adam ma quỷ tưởng wow, quả này xong, Chúa Giêsu rồi. Nhưng không, Chúa có phương án của Ngài mà. Chúa có cái Adam thứ hai, cái phần này của Ngài. Nên vì thế Chúa Giêsu phải làm người như vậy. Nên cái công nghệ làm người của Chúa là như vậy. Nên ở trong đây này, trong đây, vì thế mà chúng ta là người dựng nên trong Chúa Giêsu trước sáng thế. Cái bản thiết kế tiền định mà Chúa dành chúng ta là làm ở đây, chúng ta cái người ở đây này. Nên Adam thứ nhất là đã phạm tội rồi. Adam thứ nhất đấy tượng trưng cho con người cũ. Con người đấy có thể được tương giao với Chúa Trời. Con người đấy đã có thể từng đi trong sự vinh hiển của Chúa Trời, từng làm các dấu kỳ phép lạ, từng làm cái việc mà đặt tên cho tất cả các loài động vật và cứ tên nào ra thì là tên đấy như vậy. Rất giỏi đến nỗi mà biết được bản chất của từng việc. Thế nhưng con người đấy vẫn phạm tội. Để Chúa nói rằng, con ơi, con người cũ hay tôn giáo, nó mang tên gì chăng nữa con ạ, nó không thể hoàn thiện được con người đâu. Số phận của nó chỉ chết mà thôi. Nên con đừng có mà mất thời gian để mà làm giàu nó. Đừng có mất thời gian để đầu tư cho con người đó. Nên Chúa Giêsu, các sứ đồ Phao-lô nói, cái con người cũ chúng ta chỉ đóng đinh nó mà thôi. Và điều yếu cần trong khi tôi nói, đó chẳng phải sự chịu cắt bì, thậm chí cắt bì lòng. Mà điều yếu cần đó được mặc lấy con người mới. Là cái con người mà được dựng nên theo sự công bình, thánh sạch của lẽ thật. Là con người ở trong Chúa Giêsu, con người không thể phạm tội được. Con người mà Chúa Giêsu trong sách thứ nhất của Giang có nói đấy, là cái hạt giống Đức Chúa Trời trong người, người không thể phạm tội được.
Nhưng ai sanh bởi Chúa Trời thì tự giữ lấy mình. Ma quỷ không làm hại người được, chỉ Chúa có công nghệ giữ người thế nào. Chúng ta sẽ học tiếp. Như vậy Adam thứ nhất, Adam thứ hai, nói qua để cho các sinh viên chúng ta biết. Amen. Và trong trường chúng ta sẽ làm đi sâu hơn. Chúng ta sẽ làm phân bổ con người thần hồn xác ra sao. Ít nhất 11 giác quan của con người ở tương ứng ở thân thể, ở linh hồn, ở thần linh ra sao. Tương ứng cái đền thờ Chúa Trời là nơi thánh, ở nơi hành lang là thân thể, nơi thánh là linh hồn và linh chi thánh ra sao. Như sách Ephesos con C trên có nói về cái đền thờ. Đền thờ, tại sao người ta cứ để ý cái đền thờ bằng đất bằng đá? Chúa, đền thờ là thân thể của ta, là các con là đền thờ của ta. Đấy, cái tạo vật tuyệt vời nhất. Ôi, sắp hết thời gian rồi. Shakadabra, xin một tí thôi, sắp hết rồi. Shakadabra. Hội thánh của Chúa phải khai trình trước Đức Chúa Trời về mọi sự ban cho của Ngài. Sự ban cho của Chúa không bao giờ đổi lại. Nhưng Ngài đòi những sự gì Ngài ban cho. Ngài đòi chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa Trời về bản thiết kế trước sáng thế, trước khi tạo dựng thế gian này, trước mặt Ngài. Tức là khi mà chúng ta phải khai trình trước mặt Chúa Trời thì Chúa sẽ lấy cái bản thiết kế mà Ngài đã nghĩ ra chúng ta trước khi dựng thế gian để Ngài so sánh. Oh, được con, lại đây. MC Thịnh, đẹp trai, lại đây. Ta xem con, có giống ta không? Giống, chỗ này giống, chỗ này giống, chỗ này chưa giống. Nhưng con ăn năn, con sẽ làm lại, con đang làm lại. Con đang cố gắng hết rồi, con đang cố gắng nhưng con chưa được. Vì cái cuộc đời trên đất rồi con không đủ thời gian để làm. Ok, được. Chúa sẽ xem cái phần đấy, rồi sẽ đưa tiếp vào cuộc đời sau ở vương quốc ngàn năm, là cái vương quốc chúng ta nói sau, vì không đủ thời gian. Và thẩm quyền càng cao, chúng ta nói rồi, trách nhiệm nó càng lớn. Chúng ta được ban cho nhiều, chúng ta sẽ bị đòi lại nhiều. Vì vậy, chúng ta hãy trân trọng sự thăm viếng của Chúa Trời, để mà Chúa Giê-xu không phải khóc vì cái người đó, họ không biết sự thăm viếng Chúa Trời. Để đối với ngày xảy ra, rằng quân địch nó phải đào hầm xung quanh, vây bốn bề, đi đâu cũng bị thụt xuống hầm, xuống hố, đi đâu cũng bị bắt, và con cái chúng ta bị giết. Ngày nay chúng ta nhìn thấy con cái chúng ta sao? Như Chúa thăm viếng chúng ta nhìn thấy con cái của chúng ta, những thế hệ trẻ, thế bao nhiêu thế hệ trẻ, chúng ta chỉ để dạy dỗ họ, chỉ biết thờ phượng, Chúa ngợi khen Chúa thôi sao? Chưa đủ, đấy chỉ phần nhỏ thôi. Chúng ta phải dạy họ để họ đứng ở cái đỉnh núi cao mà làm lãnh đạo. Họ phải vào trong cái nơi mà sự tối tăm nó đang thể chịu đó, để làm sáng sự sáng thật ở trong đó. Chúng ta phải đưa vào trong đó là con cái của mình, vì muôn vật đang mong chờ, nóng lòng trông đợi con cái Đức Chúa Trời để bày tỏ ra. Đấy là không phải muôn vật là tự ý thích làm nô lệ đâu, đấy là Chúa bắt muôn vật làm nô lệ vì tội của con người, vì đất bị rủa sả, chính trị bị rủa sả, truyền thông bị rủa sả, bởi vì con người phạm tội nên ta bắt nó bị rủa, nó bị bắt làm vương phục. Vì thế muôn vật đấy, lời Chúa nói rằng muôn vật đang nóng lòng trông đợi con cái Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Không phải muôn vật trông đợi Chúa bày tỏ ra, mà muôn vật trông đợi con cái Đức Chúa Trời bày tỏ ra, để muôn vật cũng được dự vào phần tự do vinh hiển con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta tự hào là con cái Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta hãy xét lại bản thân mình, có xứng đáng sự kêu gọi thăm viếng của Chúa không? Lời Chúa nói hãy chú ý chắc chắn về chuyện mà Chúa đã kêu gọi và chọn lựa mình. Bằng cách đó chúng ta sẽ đưa một cách rời rộng vào vương quốc Chúa Trời. Vương quốc Chúa Trời chúng ta phải tốn rất nhiều sức lực để đi vào. Lời Chúa nói còn dẫn con phải vào cửa hẹp, nhưng mà có một cách, vào một cách rời rộng, đưa, chứ không phải là mình chen lấn lại đâu, mà Chúa đưa một cách rời rộng theo cái đường ray vào luôn. Đó là biết được sự kêu gọi chọn lựa Chúa dành cho mình. Đó là cái bản thiết kế tiền định mà Đức Chúa Trời dựng lên chúng ta trước sáng thế. Cái bản thiết kế đó rất tuyệt vời. Bản thiết kế đó là chính là Đức Chúa Trời cho chúng ta. Bản thiết kế đó Đức Chúa Trời rất là vô tận, vô lường. Cũng như quả bóng bay, quả bóng te. Nếu chúng ta tạo dựng ra chúng ta chỉ là quả bóng thôi, nhưng cái lượng không khí thổi vào quả bóng đó, nó hình dung cho chúng ta những hình bóng màu vuông, màu vàng, màu bóng, màu tròn, màu hình trụ ABC thì tạo ra chúng ta. Thì lượng Đức Chúa Trời, lượng không khí vào trong đó nó tạo ra hình dáng chúng ta. Thì cái bản thiết kế đấy chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đấy là lời đấy. Thì bản thiết kế là lời, nó không phải cái hình vẽ nào đâu, mà đó là lời Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta và có thần Ngài trong đó. Tạ ơn Chúa là Hội Thánh Sự Thương Xót Thiên Chúa có cái sứ mạng tiền định mà ba cái sớ ở bên góc phải của Hội Thánh đã có mà nhận từ Đức Chúa Trời, là bản thiết kế tiền định của Chúa trước sáng thế cho Hội Thánh, để Hội Thánh chúng ta có thể là nhìn cái bản thiết kế đó để rèn tập mình vào trong quỹ đạo đó, để đến ngày khi chúng ta mà gặp Chúa, wow, thì chúng ta sao? Chúng ta không hề hổ thẹn, chúng ta
đầy dẫy sự vui mừng. Chúng ta không bị quang xa khỏi Ngài, mà chúng ta ngẩng cao đầu: Chúa ơi, con đây, con làm công việc y như Ngài đấy. Chúa giữ con thế này, đây, Chúa ơi, con đã làm như thế. Chúa ơi, đầy tớ ngay thành trung tín, được lắm, ngươi hãy vào nhận phần thưởng của Chúa Ngươi. Amen. Tạ ơn Chúa. Và nguyện Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên tất cả chúng ta, nguyện bày thần của trời cộng tác chúng ta một cách sâu đậm nhất, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Chúa Trời. Và nguyện Đức Chúa Trời chúng ta, Thánh Linh của Chúa, là đứng dẫn chúng ta bằng mọi lẽ thật, chứ không phải một số lẽ thật mà chúng ta thích mà thôi. Và mọi lẽ thật, có những lẽ thật có vẻ đau đớn, có lẽ thật có vẻ là không thích, discomfort, nhưng lẽ thật đó nó mang chúng ta sự vinh hiển vô lượng vô biên cho những ai chịu dần tập như vậy. Amen. Vì vậy, tôi thay mặt trường đại học tổng hợp thần núi trời, tôi cảm tạ ơn Đức Chúa Trời về Ngài đã chọn lựa chúng tôi, cảm tạ ơn các quý mục sư, quý ông bà đã đến đây để thăm viếng cùng cầu nguyện chúc phước cho chúng tôi, và tạ ơn Chúa. Xin chào mừng tất cả các sinh viên đến với trường đại học tổng hợp thần núi trời, tất cả sinh viên đang trên Zoom, và nguyện ân điển quyền phép của ba thân vị Chúa, Cha, Con, Thánh Linh ở cùng tất cả chúng ta, cùng tất cả giảng viên, cùng tất cả sinh viên và cùng tất cả các cộng tác viên của chúng ta, tất cả người nghe, người nói, người nhìn, ai nhìn thấy ta là nhìn thấy Chúa Trời. Chúng ta phải lớn như vậy để ai chúng ta có thể nói với Chúa: ai thấy ta là thấy Cha. Amen. Tạ ơn Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho các mục sư, các ông bà anh chị em. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Và giờ đây tôi xin mời mục sư Hoài Hương, hiệu phó của trường đại học tổng hợp thần núi trời, lên cầu nguyện. Cảm ơn Cha Thuộc Linh, cảm tạ Chúa. Những lời giảng của Cha Thuộc Linh, khi mà Ngài giảng thì Đức Thánh Linh cũng đã nói với con rất là nhiều điều, và lòng của chúng con thao thức. Giờ đây con xin dâng lời ngợi khen tình yêu của Cha Thiên Thượng. Cha dấu yêu ơi, Ngài đã tạo dựng nên chúng con từ trước sáng thế. Ngài đã có bản vẽ cho chúng con, Ngài đã trang bị đầy đủ cho chúng con trong Chúa Giêsu Christ rồi. Trong Chúa Giêsu, Ngài ban đầy dẫy thần của Ngài cho chúng con. Trong Đức Thánh Linh, bảy thần của Ngài cho chúng con, để chúng con thiết tha kêu lên hai tiếng: Abba, Cha ơi. Chính trong trường thần học này, Ngài đã sắp xếp cho chúng con có những thức ăn cứng, thức ăn thánh, để chúng con mau lớn. Và trong Đấng Christ Jesus, chúng con mang DNA của Ngài. Chúng con được nuôi dưỡng bằng lời hằng sống của Ngài, để mỗi ngày cùng với Đức Thánh Linh, chúng con làm phần của chúng con. Chúng con lãnh những trách nhiệm khi chúng con đã được Chúa Jesus chuộc lấy chúng con về. Và chúng con biết được chỗ đứng của chúng con rất là cao trọng. Trong khóa học này, 24 sinh viên là những bạn trẻ. Ngài đang ngóng ngóng, Ngài đang mong mỏi thế hệ trẻ của chúng con và qua chúng con ra một dòng dõi thánh cho Ngài. Khi chúng con được gọi Cha trên trời là vua Cha của chúng con, Ngài trang bị cho chúng con Đức Thánh Linh để chúng con trở thành những người con, không chỉ là người con nhưng mà người con trưởng, người con trưởng. Chúng con nhìn thấy các tạo vật đã bị rủa sẻ bởi tổ tiên Adam thứ nhất. Ma quỷ đã có thẩm quyền, nhưng của nó là bất hợp pháp. Nhưng chúng con ở trong Chúa Giêsu, Ngài đã trao hết thẩm quyền cho chúng con rồi. Và trách nhiệm của chúng con là cần phải được trang bị đầy đủ bởi thức ăn cứng của Ngài, để cho chúng con đứng ra tất cả các lĩnh vực mà Ngài đang mong mỏi con cái Ngài, để đòi lại thẩm quyền, đòi lại biết bao nhiêu những tạo vật đã bị rủa sả bởi chúng con, bởi tội lỗi, bởi con người cũ. Giờ đây, chúng con là một tạo vật mới ở trong Ngài. Chúng con luôn luôn ở trong Đấng Christ,
Chúng con không muốn một giây phút nào ở ngoài đứng quýt. Để chúng con làm cái bản thiết kế mà Ngài đã trao ban cho mỗi người của chúng con. Chúng con phải vật lộn với lăn xả vào Ngài, phải vòi Ngài để đưa ra bản thiết kế đó cho chúng con nếu ai đó chưa có. Chúng con biết ơn Ngài. Những năm tháng qua, chúng con yêu Ngài bởi tôn giáo đã không cho chúng con được gặp Ngài, nhưng bởi lời hằng sâu đã cho chúng con gặp được Ngài một cách đích thân. Ngài đã cho chúng con được bản thiết kế, và Ngài trang bị cho chúng con được Thánh Linh để chúng con làm hình hài vóc dạng Chúa Giêsu ở trong chúng con, để Ngài khi gặp lại Chúa Cha, Ngài không thể nào từ chối Ngài được, bởi vì Ngài thấy chúng con giống Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài. Chúng con cầu nguyện cho các sinh viên nhìn thấy được điều mà Ngài khao khát, bởi vị trí của chúng con là vua, là thầy tư tế của Ngài. Không những chúng con đem những nhu cầu của con cái ở dưới đất này đưa lên với Cha, nhưng chúng con cũng biết được cái niềm khao khát của Cha muốn dân sự điều gì, để chúng con chuyển giao ý muốn của Ngài xuống cho dân sự nữa. Cha dấu yêu ơi, chúng con biết ơn Ngài. Ngài đã trang bị cho chúng con vào những thời kỳ cuối cùng này một trường đại học tổng hợp nước trời, tóm mọi sự trong mọi loại, để con cái Ngài được lớn và trưởng thành, để lãnh trách nhiệm về cho mình. Những ngày tháng còn lại này, Ngài đang trang bị cho chúng con tất cả những cái khó khăn, những nan đề trong cuộc sống. Ngài chỉ đó chỉ là vẹn vẹn cho chúng con tập tành những cái cơ bắp thuộc linh của chúng con được lớn mạnh, là một thao trường cho chúng con tập huấn, để cho chúng con biết được đồng cai trị với Chúa trong vương quốc ngàn năm, còn xây dựng trời mới đất mới trong cõi đời đời với Ngài nữa. Biết bao nhiêu điều Ngài khao khát để con cái Ngài lớn và trưởng thành. Cha dấu yêu ơi, chúng con biết ơn Ngài. Ngài đã tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh Ngài và có đức tính của Ngài nữa. Nguyện Thánh Linh Ngài, nguyện tình yêu của Ngài, sự công bình, sự thánh sạch của Ngài đầy dẫy trên các thí sinh, trên ban giảng viên và tất cả những người cộng tác với chúng con trong trường đại học thần học nước trời này, để ngày càng chúng con vắt kiệt tất cả những gì chúng con ở trần gian này cho Ngài, bởi Ngài và vì Ngài. Bởi vì tâm linh mà chúng con được sinh lại, linh hồn mà chúng con được cứu, còn thân thể này là khí cụ cho Ngài sử dụng. Chúa ơi, chúng con đập nát hết tất cả những ngôi đền thờ cũ kỹ 46 năm đã làm cho chúng con xa lìa Ngài, thờ phượng những điều mà Ngài không muốn. Ngài đã thiết lập một ngôi đền thờ mới qua sự chết và sự toàn thắng của Ngài cho chúng con rồi. Thần của Ngài đổ xuống đầy dẫy cho chúng con rồi. Và đền thờ đó đang ở trong chúng con. Thánh Linh ở trong ngôi đền thờ này. Thánh Linh ơi, nơi tâm linh mà chúng con được sinh lại, được kết nối để linh tính của chúng con nhạy bén nghe tiếng Ngài, bởi lương tâm của Ngài chúng con cáo trách, nơi thần quan tương cảm mà chúng con được tương giao với Ngài, để đổ xuống linh hồn của chúng con, để chúng con bắt linh hồn này luôn luôn vâng phục Ngài, để từ nơi linh hồn này chúng con chỉ thị cho thân thể này để phục Ngài, phục Ngài. Chúng con biết ơn Ngài, nguyện Thánh Linh Ngài đầy dẫy trên chúng con, đầy dẫy trên từng những tạo vật kiệt tác của Ngài đang ngồi ở đây, cho các sinh viên ở trên mạng lưới. Nguyện ngày hôm nay Ngài ghi dấu ấn lịch sử, để qua đó Ngài nhìn thấy
mỗi chúng con sẽ ra một dân thánh cho Ngài. Ngài mỉm cười và chờ đón. Trách nhiệm của chúng con sẽ làm cho những nhà nàng dâu trở nên tinh sạch và chờ đợi ngày Chúa Giêsu là trạng rễ tái lâm. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh thánh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, con mời quý vị cùng đứng để cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Mến chào mọi người nha trong Zoom. Amen. Sau đây xin mời mục sư Nguyễn Hiền đại diện cầu nguyện cho phần dâng hiến. Xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với tôi. Tại Cha yêu của chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì con được Chúa yêu. Cảm ơn Chúa vì chúng con hôm nay có cơ hội để dâng hiến cho công việc của Chúa. Và lại Chúa xin Chúa ban cho sự khôn ngoan của những vị lãnh đạo ở trường đây, họ thánh ở nơi đây, để rồi hầu cho sử dụng số tiền Chúa trong sự kết quả và giúp được cho nhiều người. Lại Chúa xin Chúa ban cho công việc ở nơi đây luôn được thịnh vượng theo thánh ý của Chúa, ở trong sự khôn ngoan của Ngài, để rồi rao giảng lẽ thật của Chúa và đem nhiều những linh hồn về với Ngài nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ban phước trên những quý vị nào được cảm động ở công việc của Chúa ở nơi đây và dự phần ở trong sự dâng hiến. Xin Chúa ban phước bội phần hơn cho sự trung tín của họ, cho tấm lòng của họ. Và nguyện rằng công việc ở nơi đây sẽ được truyền giao và giúp nhiều người hơn ở trong cộng đồng Việt Nam và nhiều nơi nữa. Chúng con cảm ơn Chúa một lần nữa. Chúng con có cơ hội để được dự phần ở trong sự dâng hiến này. Con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin dâng hết.
Amen. Giờ đây chúng ta sẽ được nghe giáo sĩ Phạm Thanh Thủy có đôi lời làm chứng về ơn phước của Chúa cũng như về quá trình học tập của giáo sĩ Phạm Thanh Thủy. Lạy Chúa, dạ. Em xin mến chào quý mục sư, quý thầy cô cùng tất cả quý ông bà anh chị em. Cảm tạ Chúa qua lời sứ điệp của ông cũng là người mục sư, người cha thuộc linh của em. Chỉ biết là amen và amen. Dạ. Chỉ có dọn dẹn 2 năm khi em tiếp cận với sơ học tin lành thôi. Và em đã nhận khá nhiều sự dạy dỗ của Chúa và thoát khỏi những cái tư tưởng và cái tư duy thấp hèn như trong lời của Chúa nói trong Côlôse: anh em hãy ham mến những sự ở trên trời và đừng chú tâm những sự ở dưới đất. Đúng, xưa kia em đã, mình cũng là người, con cũng là người tin Chúa, nhưng mà tại sao cứ phải lo ăn gì uống gì ở đời này? Như lời của Chúa nói, anh em chỉ cậy dựa vào đứng Christ chỉ ở đời này mà thôi, thì anh em là kẻ khốn nạn hơn bao giờ hết. Đúng là như vậy. Cảm ơn Chúa Ngài đã, sau khi em chỉ có 2 năm sơ học tin lành thôi, thì Chúa đã thay đổi tâm trí của em. Và em còn bắt đầu Chúa tiếp tục làm việc và chữa lành cái tư duy tâm trí của em, để em có một cái ý tưởng và tư tưởng cao sang. Bởi vì em là con cái của Đức Chúa Trời thì em cũng phải có cái tư tưởng cao sang như chính Ngài. Như lời của cha Thục Linh giảng là Chúa dựng nên chúng ta giống Ngài để quản trị, chứ không phải chỉ là ở đời này mà thôi, nhưng Ngài còn có những cái lập trình, một cái chương trình tương lai cho cái đời sau và cõi đời đời nữa. Chứ không, và sau 2 năm đó khi em đã nhận được cái sơ học tin lành thôi và nhận biết được về tin lành nước Đức Chúa Trời, tóm hết tất cả mọi sự chữa lành, tin lành cứu rỗi, đủ mọi sự nó nằm ở trong tin lành nước Đức Chúa Trời. Và em đã không còn ép mình vào trong cái nhà hội để nghiêm ngao những nghi thức nghi lễ nữa, và bắt đầu vực dậy và thoát ra và gào cấu, đào và bới và tìm kiếm nhận biết Chúa. Và em đã gặp mục sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, cũng là người cha thuộc linh của em, với lại mục sư Bùi Hoài Hương là người hỗ trợ tinh thần cho em để em tiếp tục cái chương trình Chúa dành cho em. Và em, lòng của em cũng đang là nôn nao và háo hức để bắt đầu tham gia trường Đại học Tổng hợp Thần học Nước Trời, là cái nơi mà em chắc chắn rằng Ngài sẽ đào tạo cho em 2 năm, 5 năm, 10 năm và còn tiếp nữa. Bởi vì người của Đức Chúa Trời thì phải được trang bị đầy đủ để làm mọi công việc của nước Đức Chúa Trời. Thì em cảm ơn Chúa. Chúng em và tất cả các em sinh viên học sinh, khi mà phỏng vấn em thấy lòng khao khát của các giới trẻ, đúng là Chúa rất là đầy lòng nhân từ và thương xót, và Ngài đang thăm viếng nước Việt Nam chúng ta cũng như những người Việt Nam và tất cả những người yêu mến mọi lẽ thật của Chúa. Dạ, em xin hết ạ. Dạ. Thì khi mà em học á, thì cái tư duy của mình đó, nó không còn hẹp hòi và nó không còn trở thành một cái sự ích kỷ, một sự vô cảm nữa. Thì lúc đó em mới cảm hiểu được rằng là cái tư duy mà Chúa thay đổi cho em có thái độ với một đấng tạo hóa của mình, thái độ với bản thân mình và thái độ với, trước là gia đình, cho hội thánh, cho xã hội và cho đất nước và dân tộc. Và gia đình của em xưa kia cũng sống ở dưới chế độ độc tài của phản động cộng sản, và cũng tìm mọi cách để mà thoát đất nước để nay định cư tại đất nước Hoa Kỳ. Thì khi em cũng suy nghĩ, thấu đáo suy nghĩ tại sao lại có cái tư tưởng bệnh hoạn, tư tưởng Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đủ thứ tư tưởng, mà em đây con cái của Đức Chúa Trời, em không có tư tưởng cao sang của nước trời để đụng vào trong cái chính trị, trong tôn giáo, trong tất cả những gì mà em đã từng thấy, mà em chỉ nói em vô cảm và em chỉ nói không liên quan gì tới tôi. Và khi cái tư duy đó đang dấy lên trong em, để mà Chúa Ngài sẽ lập trình cho em cho trong cái trường Đại học Tổng hợp Thần học Nước Trời, và nơi cái mảnh đất hứa mà Ngài
muốn kêu gọi em, và đặc biệt rằng là chắc chắn em phải có cái bản thiết kế mà Chúa Ngài dựng lên em từ trước sáng thế, và em sẽ nhìn cái bản thiết kế đó để mà thực hiện và xây theo đúng như cái bản thiết kế đã đặt ra và viết ra cho em. Và em tin chắc rằng trong trường đại học tổng hợp Thần Học Lý Trời là cái nơi mà sẽ cho em biết được cái bản thiết kế đó và cái tư duy tiếp tục để tiếp tục cái chặng đường em sẽ đi. Thì cái tư duy mà em không còn ở cái vị trí là tôn giáo, là chỉ tin nhận Chúa đi được cứu, và cái tư duy đó được thoát ra và còn làm những tư tưởng cao sang hơn nữa. Tư tưởng cao sang là phải trở nên giống Chúa để cai trị. Cai trị, trước là cai trị cái mảnh đất của mình, là lòng mình đó, và sau mình, qua mình là một cái nguồn phước để mà chuyển tải cái tin lành nước trời, không phải đời này, đời kế và còn đời đời nữa. Nó là một cái quá trình như cha Thục Linh cũng dạy cho em, nó chỉ là giới thiệu sơ thôi là đã thấy đau đớn, và đau đớn là ăn năn trước đây chỉ có là tin nhận Chúa, nguồn phước chỉ có là cậy dựa, ăn gì uống gì mặc gì thôi. Nhưng mà cái tư duy đó bị lật đổ và được đang lập lên một cái tư duy cao sang, đó là khao khát được trở nên giống Đức Chúa Trời, là một cái bức thư sống cho Ngài để mà Ngài sử dụng, là một cái khí cụ cho Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, em xin hết hả? Amen, cảm ơn Chúa. Chúng ta đã được nghe lời chứng của giáo sĩ Phạm Thanh Thủy. Chắc hẳn trong vòng chúng ta cũng có người thắc mắc muốn tìm hiểu thêm về trường Đại học Tổng hợp về Thần học Nước Trời, cũng như tất cả các sinh viên đang đợi trên đường dây, trên mạng trực tuyến. Vậy thì chúng ta sẽ được nghe giới thiệu thêm về trường Đại học Tổng hợp, các ban ngành có những phân khoa gì và những nhân sự của trường đại học như thế nào. Xin mời mục sư Nguyễn Công Chính giới thiệu về trường Đại học Tổng hợp. Xin mời mục sư. Trước khi mục sư Nguyễn Công Chính trình bày về các ban ngành, em nói lên sứ mạng. Dạ vâng, em xin đọc sứ mạng của trường. Sứ mạng của trường là sử dụng công nghệ sáng tạo con người của Thiên Chúa để đào tạo chiến sĩ đặc nhiệm cho đạo binh Thiên Chúa ngày sau rốt. Đoạn Kinh Thánh Gioan chương 2 từ câu 1 cho tới 11. Đó là những người sáng tạo nên lịch sử, cai trị cùng với Ngài ngay đời này trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Khải Huyền 20 từ 4 tới 6 là những chi thể yêu thương nhất của nàng dâu đấng Christ. Còn mục đích là trong 40 năm sẽ đào tạo ra 6.003.550 người ở trong dân số ký. Những người đó là lãnh tụ cho nhân loại trong tất cả các lĩnh vực tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, thể thao, giải trí, an ninh, quân sự, quốc phòng, v.v. Dạ, lần bước thứ hai, những người này đưa ít nhất là 603.550 linh hồn vào nước trời Esai. Dạ vâng, 603.550 linh hồn vào nước trời Esai 60:22. Những người này lập trình cho đời này như thao trường truyền trong truyền đạo chương 3 câu 10, và cho đời sau ở vương quốc ngàn năm và cõi đời đời để thực hiện thực sự cai trị cùng với Chúa. Họ khiến muôn vật được đổi mới, khiến nàng dâu đấng Christ được trưởng thành xứng đáng với chàng rể Chúa Giêsu. Và còn nhiệm vụ là làm giàu cho các chi thể của Đức Chúa Trời qua sự phân phát lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho học viện. Thứ nhất là nhận biết Chúa, nhận biết chính bản thân mình, bản thiết kế trước sáng thế mà Chúa đã cho mình. Thứ ba, cơ nghiệp của mình. Thứ bốn, quyền phép đối thượng đoạt cơ nghiệp. Số năm, khuất phục cơ nghiệp dưới chân Chúa, ở trong đoạn Ê-phê-sô 1 từ câu 11 cho tới câu 17.
Dạ, tới 23. Và giúp họ phát triển đời sống tâm linh, nhân cách, chuyên môn, quản trị, lãnh đạo. Và chương trình đào tạo cấp chứng chỉ là level 1 là diploma thần học nước trời tương đương tối thiểu master thần học thông thường. Level 2 công dân nước trời tương đương tối thiểu doctor thần học thông thường. Level 3 thợ gặt nước trời, ở đây chưa có tương đương. Level 4 trưởng lão nước trời và level 5 là trụ cột nước trời. Dạ, đó là nhiệm vụ, mục đích và sứ mạng của trường. Em xin hết ạ. Em mời mục sư Nguyễn Công Chính. Tôi hết thì xin kính chào quý mục sư, quý ông bà anh chị em trong hội thánh ở đây và quý ông bà anh chị em hội thánh Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và hôm nay thì có các sinh viên cũng tham dự trong cái chương trình này. Tôi rất là cảm động khi tham dự ở đây. Và tôi được biết cái chương trình Thần học nước trời, tôi có nghiên cứu và cũng có thông công với mục sư Cường và mục sư Hương. Đây là một cái chương trình mang tính chiến lược, nó ảnh hưởng về cái hệ thống cơ đốc ở Việt Nam nói riêng, và nếu xa hơn thì cũng có thể ảnh hưởng đối với hệ thống cơ đốc trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng những bước đi đầu tiên chắc sẽ gặp những khó khăn. Chúng ta biết cái hành trình khi mà chúng ta thực hiện một cái công cuộc để cải chánh, tôi gọi là cải chánh, hay là một cuộc cách mạng về thuộc linh để mà thay đổi tầm nhìn cơ đốc, để Hội Thánh Chúa có những cái kế hoạch phát triển hoặc là huấn luyện những con người trong tương lai để Chúa sử dụng. Đây là những cái bước đi mà tôi nghĩ chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn trong những cái ngày sắp tới. Chính vì vậy mà trong trường Đại học Nước Trời, tức là trong ban chấp hành của trường đưa ra cũng nghiên cứu cái tên trường Thần học Nước Trời hay trường Đại học Nước Trời hay là Viện Thần học, nghiên cứu và cũng tham khảo và cuối cùng quyết định là lấy cái tên là trường Đại học Nước Trời. Tại vì ở đây cái trường gọi là dạy tổng hợp tất cả, nó không chỉ về phương diện thần học, chúng ta không chỉ học Kinh Thánh là đủ. Nếu nói về học Kinh Thánh thì quý tôi tới Chúa, những thế hệ đi trước, những thế hệ ngày hôm nay và những thế hệ tiếp theo thì chúng ta đã học qua rất là nhiều chương trình thần học, kể cả những giáo sĩ ở Mỹ và một số nước về Việt Nam để trang bị, kể cả những giáo sĩ từ ở Hàn Quốc v.v. Về thần đạo, về căn bản thì các mục sư tôi tới Chúa được huấn luyện, được trao dồi và được thực hiện công việc Chúa tại Việt Nam. Và chúng ta biết Tin Lành đến Việt Nam hơn 100 năm, không phải là mới. Nhưng ở đây chúng ta làm cái số liệu thống kê đó, dân số tăng trưởng hơn 100 triệu người ở Việt Nam và số lượng người tin Chúa hiện tại bây giờ, con số mà chúng ta nói chưa chắc đã chính xác, có thể là 2 triệu mấy đến 3 triệu người tin Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy con số này quá thấp, quá ít so với những nước ở khu vực Á Châu Tin Lành đến sau Việt Nam. Đây là vấn đề mà các mục sư người Việt Nam chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải cầu nguyện, cần phải có cái phương pháp kết hợp như thế nào để giảng Tin Lành có hiệu quả hơn. Nhất là cái thời điểm hiện tại, tại vì chúng ta thấy những dấu hiệu đã xảy ra trên thế giới từ động đất, chiến tranh, giặc giã v.v. Tất cả những điều này Chúa Giê-xu đã tuyên báo trong Ma-thi-ơ 24. Không có cái gì là bất ngờ cả. Chính vì như vậy, bà mục sư Cường cũng được Chúa kêu gọi từ một mục sư sứ đồ giáo sĩ từ Ukraine. Ông đến đây và ông đã chia sẻ cái khải tượng này. Nó phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại. Tức là cái trường đại học này không chỉ trang bị về phương diện thần học, về Kinh Thánh, mà trang bị về cả kỹ năng
kỹ thuật, về công nghệ thông tin, rồi về vấn đề kỹ thuật quan sát, về cái phương pháp biết lập kế hoạch đó để phát triển hội thánh, rồi phải có cái tầm nhìn quan sát về cái cộng đồng. Ví dụ như ở Việt Nam thường là mình chỉ biết cái hội thánh của mình là ở cái giáo phái nào đó, chỉ trong phạm vi nhỏ, nhưng trường ở đây có kế hoạch là để giúp cho sinh viên có một cái nhìn tổng quát, tức là cái tầm nhìn xa cả một cánh đồng chứ không phải nhìn một đám ruộng. Và vấn đề ở đây là có cái mối thông công với nhau, không phải nó là hệ phái A hay là B. Tất cả chúng ta đều làm công việc là rao giảng tin lành, tức là đem mọi người đến với Chúa Giêsu để sống theo Chúa Giêsu chuẩn mực, và cái đời sống đức tin nó gắn liền với phúc âm, tức là trở lại với kinh thánh. Chúng ta tin Chúa, theo Chúa không chỉ nằm trên chức vụ, không phải là trên một quyền lợi hay là một hình thức bên ngoài. Vấn đề ở đây chúng ta tin Chúa để nhận lãnh trách nhiệm để giảng tin lành, tức là chúng ta phải dấn thân để phục vụ và làm cho công việc Chúa được phát triển và dân tộc được phước. Đây là những công việc rất là khó khăn, và tôi cũng thường chia sẻ với mục sư Cường. Chính vì vậy, trường Đại học Nước Trời có rất là nhiều khoa khác nhau, từ thần học đến khoa học, rồi kỹ thuật, công nghệ, kể cả về vấn đề chính trị học. Tại vì một người làm hầu việc Chúa phải có tầm nhìn, phải biết cách sắp xếp, phải biết cách tổ chức, phải biết cách lãnh đạo, phải biết cách điều hành, và làm mọi công việc trong xã hội và kể cả giáo hội đều được tốt hơn và mới hơn, và có thể đem lại những cái kết quả cho hội thánh và cho cộng đồng. Không phải là người tin lành nói rằng nhiều vị đó là không biết chính trị hay là không làm chính trị. Nếu chúng ta nói cái câu đó, thứ nhất là chúng ta chưa hiểu hết, vấn đề thứ hai là chúng ta quá sợ hãi để tránh né. Thực ra từ chính trị nó không có vấn đề là khó khăn hay là khó hiểu. Vấn đề này Đức Chúa Trời đã ban cho con người từ buổi đầu sáng thế, khi Chúa dựng đến muôn loài vạn vật và cho nói với Adam điều gì? Tức là tao ban cho ngươi là cái quyền quản trị hay là chính trị, nó đồng nghĩa với nhau. Quản trị là lãnh đạo và đưa quyền, đặt tên cho mọi loài và đưa quyền đó cai trị trên mọi loài. Nhưng ở đây chính trị ở đây thì nó có nhiều cái mô thức khác nhau, đó, nhiều cái khái niệm chính trị khác nhau, tùy theo cách nghĩ của mọi người, tùy theo cách làm của mọi người. Cho nên vấn đề chính trị ở đây luật pháp không cấm, cho nên vấn đề ở đây là chính trị cơ đốc để làm cho hội thánh được phát triển, hội thánh được mới hơn, hội thánh có hiệu quả hơn, hội thánh được phước hơn, và hội thánh mỗi ngày được năng động, và hội thánh trở thành những hội thánh mẫu, những hội thánh đầy dẫy tình yêu thương. Đó là chính trị, chứ không phải là chính trị ở đây để chúng ta đem đến sự hận thù, chính trị để đem đến những sự chia rẽ, chính trị để đem đến những sự cạnh tranh ganh tị, hay là đem đến những sự đói nghèo hay đau khổ. No, chúng ta không làm những chính trị đó, Chúa không muốn chúng ta làm chính trị đó. Mà chính trị chúng ta là làm như thế nào để đem con người đến với Chúa với tấm lòng ăn năn, có tình yêu thương đó, và những người đó trở thành là những môn đồ của Chúa Giêsu, những người đó trở thành những tín đồ yêu dấu của Chúa Giêsu. Cho nên trường Đại học Nước Trời sẽ có rất là nhiều ban khoa khác nhau, nhiều chương trình huấn luyện, không chỉ là mục sư Cường, mục sư Hương hay là những giảng viên người Việt, mà chúng ta còn vận động và kêu gọi nhiều mục sư người Mỹ, nhiều giáo sư người Mỹ họ tham gia để có những cái giáo trình đóng góp trong cái trường đại học này. Tôi nghĩ đây là một công việc khó, và xin quý tôi con Chúa ở khắp mọi nơi, chúng ta vì cớ danh của Chúa Giêsu, vì công việc của nước Đức Chúa Trời, vì dân tộc Việt Nam, và chúng ta dự phần trong sự cầu nguyện này để đóng góp bởi lời cầu nguyện. Để làm gì? Để công việc Chúa ở Việt Nam được thay đổi trong những ngày sắp tới, để cái con số 3 triệu người tin Chúa đó mà Chúa có thể làm lên 30 triệu hoặc là có thể nhiều hơn nữa. Đó là những cái điều mà trường Đại học Nước Trời đưa ra. Tuy là một khải tượng chúng ta nói trong những điều Thánh Linh soi dẫn, nhưng vấn đề ở đây chúng ta không nói trên diễn giải là đủ, nhưng chúng ta phải hành động trên một chiến lược, nhưng
trong chiến lược chúng ta phải chia ra nhiều kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, và cái phương pháp chúng ta tổ chức và hành động như thế nào, đó là vấn đề chúng ta cần có một cái board, đó tức là một cái ban để ngồi lại để họp phân tích và nhìn chung về cái tình hình công việc Chúa và Kinh Thánh. Có nói lại phải biết cảnh trạng của bài viên, phải biết được nó yếu chỗ nào, mạnh chỗ nào, và cái điều chúng ta cần làm như thế nào cho nó thích nghi cái công việc. Mà đặc biệt là đối với anh chị em sinh viên cần phải trang bị. Trang bị ở đây nó không chỉ lời Chúa là đủ, hay là chúng ta làm theo cái cách truyền thống đóng khung lại để rồi chúng ta có thể xưng mình là người tin lành hay là một hội thánh, nhưng cuối cùng thì cái sự phát triển hoặc là những cái kế hoạch đó không được thực hiện, và cái công việc Chúa như vậy đó thì không có kết quả, thì vấn đề đó thời gian nó sẽ đi qua và chúng ta sẽ đánh mất cơ hội. Cho nên vấn đề ở đây, Kinh Thánh trong Galati cũng có nói rằng là chúng ta phải lợi dụng thì giờ lại chỗ đó. Nên vì thời gian Chúa cho chúng ta nó có cái giới hạn trong đó, chúng ta không thể vượt quá thời gian được. Cho nên chính điều đó chúng ta phải lợi dụng những cái gì mà chúng ta có thể làm được, thì chúng ta nên tận dụng cái thời gian đó để mà chúng ta rao giảng tin lành qua nhiều phương pháp để làm nước Đức Chúa Trời được mở ra, giống như ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 6, tức là ngày cuối cùng có một tin lành ở đời được giảng ra cho mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc và mọi thi tiếng. Đó là những công việc mà tôi thấy trường thần học Đại học Nước Trời đang làm, và tôi xin cầu nguyện và chúc mừng trường để thành công các cái kế hoạch dự định như những chương trình mà bà Mục Sư Hương mới vừa chia sẻ, hoặc là Mục Sư Cường đã từng chia sẻ ở trên các clip trên YouTube vân vân. Thì tôi nghĩ rằng thì có một số vị mục sư thì thấy cái này nó mới, nhưng khi mà mình nhìn sâu nghiên cứu, mình cầu nguyện nó không có mới, mà cái chương trình Mục Sư Cường làm rất là tốt. Tôi xin ủng hộ cái chương trình này. Dạ, xin cảm ơn quý mục sư. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Nguyễn Công Chính. Giờ đây, dĩ nhiên là công việc lớn và khó, cần rất nhiều sự cầu nguyện, sự ủng hộ, sự hợp tác, và nhất là lời những lời chúc phước. Những lời chúc phước của ông bà, anh chị em, của quý mục sư. Giờ đây, Hội Thánh Sự Thương Xót Thiên Chúa và Trường Thần Học Nước Trời, Trường Đại học Thần Học Nước Trời rất mong được sự chúc phước. Chúng tôi xin mời mục sư và bà, mục sư Huỳnh Quốc Khánh và bà, cũng như tất cả quý mục sư hiện diện nơi đây và quý quan khách, cùng lần lượt tiến lên cầu nguyện chúc phước cho Trường Đại học Thần Học Nước Trời. Xin mời mục sư Huỳnh Quốc Khánh và bà. Sau đó mời các quý vị mục sư tiếp theo. Chúa, chúng tôi có mặt ở ngày hôm nay để được nghe về khải tượng như đường lối hoạt động của trường. Tôi amen với điều này, bởi vì chúng ta cần phải có điều gì mới. Tinh lành của nước Đức Chúa Trời cần phải được rao giảng trở lại trên Hội Thánh của Chúa. Thì tinh lành nước trời bao gồm rất nhiều điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã đến để đem lại nước trời cho đất của chúng ta, tái giới thiệu nước trời trên đất này. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài ban phước và cho khải tượng để chúng ta huấn luyện, chúng ta giúp đỡ cho nhiều người sẽ đứng lên và chúng ta rao giảng và sống với tinh lành của vương quốc Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài làm ơn và yêu chữ vương quốc. Chúa ngài là vương, chúng ta cần giao cho ngài quốc để ngài có thể bày tỏ vương quyền của ngài. Xin Chúa ngài cho để đất của chúng ta, cuộc đời của chúng ta và các sinh viên theo học trong những ngày sắp đến sẽ dâng cho Chúa tất cả, để Chúa có thể
bày tỏ vương quyền của Ngài ở trên đời sống của chúng ta, công tác hầu việc Chúa của chúng ta, cũng như hội thánh của Chúa Ngài sẽ ban phước để chúng ta có thể xây dựng. Xin Chúa Ngài ban ơn, xin Chúa Ngài tiếp tục hướng dẫn, và thần của sự khôn ngoan thông sáng và bày tỏ ra sẽ tiếp tục hành động ở trên tất cả các lớp học, các khóa học, để về mặt thuộc linh chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa Ngài cho chúng ta biết cơ nghiệp của chúng ta trong Chúa là như thế nào, và quyền năng mà Chúa Ngài đã đặt để trong chúng ta, cũng như địa vị của chúng ta ở trong Đấng Christ là ra sao, để chúng ta sẽ đứng lên và thực thi quyền cai trị mà Chúa Ngài đã định cho loài người của chúng ta, để khôi phục lại Sáng Thế Ký chương 1, 26 trong ơn của Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn ở trên các giáo sư, ở trên mọi công tác của trường, và Chúa Ngài sẽ kết nối những tâm lòng và những chức vụ trong những ngày sắp đến, để chúng ta sẽ thấy có nhiều môn học nữa để thực hiện được cái sự trang bị mà trường Đại học Nước Trời đang có cải tổ để có thể thực hiện trong ơn của Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng tôi. Xin cho đây là добрый день. Добрый день. Xin chào ngày mới tốt lành. Мы рады быть на этом месте. Chúng tôi rất hân hạnh, vui mừng ở chỗ này cùng các bạn. Мы с Украины. Chúng tôi từ Ukraine. Представители, да, можно сказать так, посольства Божьего. Да, конечно. Chúng тôi là đại diện của Hội Thánh, Đại sứ quán nước Đức Chúa Trời ân phước cho mọi dân tộc tại Ukraine. Да, и очень приятно видеть в вашей церкви флаг Украины. Tôi rất là hân hạnh, rất vui mừng bởi tôi nhìn thấy ở trong hội thánh các bạn có cả lá cờ của Ukraine nữa. И это говорит о том, что вы молитесь за эту страну, молитесь за этот народ. Và điều đó khẳng định rằng là các bạn đang cầu nguyện cho Ukraine chúng tôi, cầu nguyện cho dân tộc chúng tôi. Так же, как в Украине, в Иисус Навине и в Церкви Посольства Божьем, благодаря пастору Нгуэну, молятся также и за Вьетнам. Cũng như là các bạn cũng cầu nguyện cho trường học viện thần học của Joshua, cũng như là hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước cho dân tộc. Các bạn cầu nguyện cho Ukraine để nhờ mục sư Nguyễn Mạnh Cường, và để chúng tôi cũng liên kết được với cả Việt Nam, với các mục sư cùng con dân Chúa Việt Nam ạ. Да, и эта церковь посольство Божие международное, поэтому мы здесь. Hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước trong dân tộc là hội thánh quốc tế, vì thế mà chúng tôi có mặt ở đây. Да, и мы молимся за каждую страну. Chúng tôi cầu nguyện cho từng quốc gia, từng dân tộc. И я хочу вас поздравить с началом учебного года, с началом института. Chúng tôi muốn chúc mừng các bạn lễ khai giảng của năm học mới bắt đầu. И когда я размышлял, что сказать, я вспомнил, я верю, что это Дух Святой напомнил мне одно место Писания. Khi tôi cầu nguyện với Chúa, tôi phải nói điều gì đây? Thì Thánh Linh của Chúa nhắc nhở tôi một điều. Наверняка вы его знаете. Апостол Павел обращается к Тимофею и наставляет его. 1 Тимофея 4:16. Тимофей, đoạn 1 câu 16. 4:16. Там написано: «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно». Khi mà sứ đồ Phaolô có dạy với Timôthê là Timôthê hãy chăm chú về sự học hỏi đấy, chăm chú về sách vở và những điều gì con được dạy dỗ. И этим спасешь себя и слушающих тебя. Cái điều đó là chính con được cứu và những người nghe con cũng được cứu nữa. Почему мы учимся? Tại sao chúng ta phải học tập? Для того, чтобы работать над собой, để mà chúng ta làm việc với chính cá nhân bản thân của mình, знать Бога, chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời, быть верным Ему, trở nên là trung thành, tin vào Ngài, и являть Бога окружающим, тем, кто нуждается в Нем. Và chúng ta bày tỏ Chúa ra cho thế giới xung quanh này, đặc biệt cho những người đang cần Đức Chúa Trời. И три момента, на которых я хочу обратить коротко ваше внимание. Tôi muốn nói về ba cái moment mà các bạn
Hãy để ý đến. Апостол Павел говорит: "Занимайся этим постоянно". Sư Phô Lô có dạy rằng các bạn Timothée phải học thường xuyên, học luôn luôn không ngừng nghỉ. Не один раз в воскресенье. Không phải chỉ có mỗi ngày chủ nhật. Не один раз в месяц. Không phải chỉ một lần trong một tháng đâu. Один раз в год. Không phải một lần trong một năm nữa. Но постоянно каждый день. Nhưng mà thường xuyên hàng ngày. Постоянно. Thường xuyên. Второе. Điểm thứ hai. Спасешь себя. Bạn sẽ cứu chính bản thân mình. Слово Божье говорит, претерпевший до конца спасется. Vì lời Chúa nói rằng là kẻ tin cuối cùng sẽ được cứu. Когда мы познаем себя, вникаем в себя, тем самым мы помогаем себе претерпеть, дойти до конца и совершить волю Божью. Khi chúng ta rèn tập bản thân mình, thì chúng ta lại càng ngày càng thẩm thấu vào mình, càng hiểu mình và chúng ta có được năng lực cũng như trí thức, quyền phép đấy để mà chúng ta trung thành đi cuối cùng. Và chính thế như lời Chúa nói, kẻ tin đến cuối cùng sẽ được cứu. Оставшись верным Богу. И также Слово Божье говорит, спасешься ты и спасется весь твой дом. Chúng ta càng ngày tăng trưởng trong đức tin của Chúa, chúng ta không chỉ được là mình được cứu thôi, nhưng những người xung quanh họ nhìn thấy đức tin của Chúa qua chúng ta, nhìn thấy tấm gương của Chúa qua chúng ta, họ cũng được cứu. Третье, о чем апостол Павел говорит в этом месте Писания, спасешь себя и спасешь слушающих тебя. Và điểm thứ ba mà Sư Phaolô có nói ở đây đó là những kẻ nghe con ấy cũng sẽ được cứu nữa, không chỉ con được cứu thôi đâu, vì con học con được cứu, mà những người mà nghe con nữa họ cũng sẽ được cứu. Слушающих тебя в семье, những người nghe con ở trong gia đình của con. Там где мы находимся, бываем на работе, в магазинах, общаясь с другими людьми. Hay bất kể nơi nào chúng ta ở trong gia đình, trong công sở, trong các phương tiện công cộng, hay bất kể nơi nào mà chúng ta gặp gỡ được. И в тех обществах, народах и странах, куда Бог посылает нас. Hay ở trong cái lĩnh vực nào đó mà Đức Chúa Trời ngày gửi chúng ta đến đó. Поэтому я желаю вам вникать в себя, вникать в учение и спасать и себя, и слушающих вас. Vì thế mà tôi chúc mừng các bạn để các bạn hãy chăm chú vào chính bản thân mình, chăm chú với điều gì các bạn nghe, các bạn học và các bạn được cứu và những người nghe các bạn cũng được cứu nữa. Да, Amen. И я тоже хочу сказать поздравить студентов. Tôi cũng muốn nói lời là chúc mừng đến các sinh viên. Поздравить основателей этого института. Tôi chúc mừng cả những người sáng lập của trường này nữa. И написано в притчах: приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. Lời Chúa có nói trong sách Châm ngôn đoạn 4 câu 7 là hãy mua sự khôn ngoan và bằng tất cả của cải con hãy mua sự thông sáng. Если мы посмотрим, написано всем имением приобретай разум. Như lời Chúa nói, bằng tất cả của cải của con hãy mua đi sự thông sáng. Часто люди думают, что если в библейском университете учиться, то это должно быть бесплатно. Thông thường người ta học trường thần học họ nghĩ là ô, nếu trường thần học thì chắc là dạy miễn phí rồi, không mất tiền rồi. Но Бог нам говорит, что всем имением приобретай разум. Nhưng lời Chúa có nói rằng hãy dùng các của cải của con mà mua lấy sự thông sáng. Почему? Tại sao như vậy? Потому что мудростью цари царствуют, а разумением утверждают правду. Bởi sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ngày dựng lên tầng trời bởi мудростью цари царствуют. Bởi các vua đã dùng sự khôn ngoan để mà cai trị các nước. И разумением утверждают правду. Để mà khẳng định luôn cả sự công bình. А мы цари и священники. Mà chúng ta là các vua. Бог говорит, чтобы вся наша внутренность была святым именем Его. Vì Chúa phán rằng tất cả những gì trong ta là thánh, hãy tôn vinh danh Ngài. Потому что Христос в нас упование славы. Bởi vì Đấng Christ ở trong chúng ta là sự trông cậy vinh hiển. Поэтому нам нужно этот внутренний дом устроить на камне. Vì thế mà chúng ta cần phải xây cái nhà bên trong chúng ta đấy bằng cơ sở lời Đức Chúa Trời trên đá. На слове Божьем. Lời của Ngài là на мудрости и разумении. Trên sự khôn ngoan, sự thông sáng của Ngài. Поэтому это слово, которое здесь будет изучаться в институте. Vì thế lời mà các bạn sẽ học ở cái trường đại học tổng hợp Thần học Đức Trời này. Эти знания, которые приведут каждого человека к тому, чтобы сиять как светило. Vì thế cái lời đó sẽ dẫn các bạn học viên, dẫn những người học đó đến cái sự sáng mà các bạn sẽ bùng lên soi sáng tất cả mọi người xung quanh và chính bản thân mình. В Даниила, в книге Даниила написано: разумный будет сиять как светило. Như lời Chúa cứ nói là những người khôn ngoan họ sẽ sáng lòa ra. И поэтому я хочу поздравить всех.
И ты тому учу будет так как вам. Потому что написано благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Vì lời Chúa chép rằng là ân điển của Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta cùng với tình yêu của Đức Chúa Cha. И в конце общение Святого Духа. Và ở cuối có nói rằng là sự thông công giữa Đức Thánh Linh. Да пребудет со всеми нами. Với tất cả chúng ta như vậy. Поэтому я желаю, чтобы каждый, кто учится, vì thế mà tôi mong muốn rằng để mỗi một sinh viên mà học trường này, чтобы эта благодать пребывала, để cái ân điển này ở đầy dẫy trong bạn, чтобы эта любовь Божия пребывала с để каждым, để cái tình yêu của Chúa Cha đấy ở cùng với tất cả mỗi chúng ta, и общение Духа Святого, để sự thông công mật thiết với Đức Thánh Linh ấy ở với tất cả các во имя Иисуса Христа, sinh viên trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Если же из вас еще кто-то сомневается и не поступил в институт, nếu như cho chúng ta, các bạn có ai đó còn nghi ngờ và vẫn còn chưa kịp đăng ký xin học. Помните слова апостола Павла, что занимаясь этим постоянно, спасешь себя и свой и служащих тебя. Sư đồ Phaolô có nói đấy, hãy để ý đến bản thân mình, hãy chú trọng đến mình, hãy học thường xuyên, bạn được cứu và cả người nghe bạn cũng được cứu nữa. Поэтому идите учиться и приглашайте своих знакомых. Vì thế mà các bạn không những chỉ học cho bản thân mình thôi đâu, các bạn cũng phải mời những người khác đến học nữa. И благодать Божья с вами. Và ân điển Chúa ở cùng với tất cả các bạn. И мы благословляем вас. Và chúng tôi chúc phước các bạn trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Спасибо вам, пастор. Спасибо. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Mục sư Lý. Dạ. Mục sư Lý cần dịch không ạ? Tôi là Mục sư Lý Phan. Tôi học lời sự sống do Mục sư Lý Phan diện. Tôi rất là vui mừng được đến đây để tham dự để khai giảng cái lớp học trường thần học nước trời tại đây. Tôi cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho các giáo sư cũng như các sinh viên tại tại lớp học này được ơn của Chúa để rồi tất cả những người sinh viên đều khi học xong khóa học này trở thành người mạnh mẽ đi ra rao giảng nước Đức Chúa Trời để rồi đem vương quốc nước Đức Chúa Trời này mở rộng khắp thế giới này để nhiều người con của Chúa để biết về Chúa để trở lại tin nhận Ngài. Rất là biết ơn, rất là được vui mừng. Tôi sẽ nhớ đến hội thánh tại đây để cầu nguyện nhiều hơn, để rồi chúng ta là cùng nắm tay, cùng làm việc nhau để rồi nước Đức Chúa Trời được mở ra. Cảm ơn Chúa. Bây giờ mời chúng ta lên đây các mục sư cầu nguyện cho chúng ta nhé. Да, кимай, онба мусы Хуйко Хань, приглашайте вас, пожалуйста, сюда, чтобы молиться за нас, благословить нас, да. Что все пастора, xin tất cả ban giám hiệu của trường, cộng tác viên của trường hãy lên trên đây, vâng ạ, để cho các mục sư cũng cầu nguyện đặt tay chúc phước chúng ta. Và tiếp nhận đến tất cả mọi lời chúc phước của các quý mục sư tôi tới Chúa, bởi vì chúng ta nhận thức rằng chúng ta là sản phẩm của lời cầu nguyện này xin Chúa, amen của họ, hallelujah, tất cả đều rất léo, tất cả đều có được kết nối rất léo cả, không có gì ai tự ai độc lập cả, tất cả chúng ta đều là những chi thể đều cần đến nhau. Tạ ơn Chúa. Yeah.
Cho nên chúng con cảm ơn Chúa vì chương trình và kế hoạch của Ngài. Ngài yêu thương dân tộc của chúng con. Ngài đã có kế hoạch để đem sự cứu rỗi của Chúa đến. Và bây giờ Chúa giáo, Ngài có kế hoạch để giúp đỡ chúng con, để chúng con có thể mở rộng nước trời cho dân tộc của chúng con. Xin Chúa ban ơn trên ban điều hành của trường Đại học Nước Trời. Chúa ban ơn trên ban giảng huấn. Tất cả đều được sự sức giàu từ nơi Chúa ban cho để thực hiện công tác mà Chúa đã dành cho chúng con. Sự sức giàu của Chúa biệt riêng chúng con cho công tác này là Chúa cũng là sự sức giàu mà Ngài sẽ ban chúng con khả năng, năng quyền từ nơi Chúa để chúng con có thể thực hiện sự kêu gọi của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con phó dân ban điều hành cũng như các giáo sư của trường Đại học Nước Trời ở trong ơn của Chúa, trong ân điển của Ngài. Lạy Chúa là ân điển đã cứu chúng con. Bây giờ cũng là ân điển ban chúng con sức mạnh, quyền năng để chúng con có thể thực hiện sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Sự sức giàu tươi mới của Ngài đến ở trên trường và trong tất cả mọi công tác Chúa dọc. Những gì chúng con thiếu, Chúa Ngài đổ đầy ở trong ơn của Ngài. Những gì chúng con cần, Chúa tiếp trợ ở trong ơn của Chúa để công việc của Ngài được thực hiện, nước trời được mở rộng. Chúng con cảm ơn Chúa vì nước Chúa được đến, ý Ngài được nên trên trường đại học. Trong ơn của Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời mục sư Phạm Thanh Bình lên chúc phước cho bữa tiệc thông công của chúng ta. Và chúng ta đã đến buổi cuối rồi. Đó. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa, Ngài đã cho chúng con có một thời giờ phước hạnh. Ôi nguyện thần linh của Ngài đang hiện diện trong giờ này. Và chúng con tin chắc rằng Ngài đang hiện diện ở đây. Nguyện khi Ngài đụng chạm mỗi tâm lòng chúng con, Ngài sử dụng chúng con trở nên một công cụ tốt đẹp trong nhà của Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài thay đổi, dùng chúng con nhiều hơn nữa. Bởi vì chúng con tin chắc rằng một khi chúng con bước đi trong Chúa và Ngài đồng hành trong đời sống chúng con, thì mọi việc chúng con làm đều vinh hiển danh Chúa của tại Ngài. Lời của Ngài là lời hàng sống, lời của Ngài là linh nghiệm, và đây là lý do mà chúng con tạo dựng, sáng lập, mở một khai giảng, một cái lớp trường thần học. Và chúng con tin chắc rằng qua lời của Chúa, danh Ngài được đem ra truyền bá khắp mọi nơi. Nguyện xin Ngài ban phước trên ban điều hành, ban quản trị, quý giáo sư và toàn thể sinh viên. Và chúng con không quên cầu nguyện cho tất cả gia đình thân quyến của các sinh viên nữa. Ôi nguyện mọi người cùng đồng lòng chúng con để học hỏi lời Chúa một cách kết quả của tạ Chúa. Ở giờ này chúng con cũng cầu nguyện đặc biệt qua cái bữa thông công này. Và chúng con tin chắc rằng tiền bạc, mọi thứ, tài chánh cũng như lương thực đều tất cả từ Ngài ban cho. Và chúng con vui vẻ đón nhận với tấm lòng biết ơn Chúa. Xin Ngài cũng ban ơn lại một cách dư dật cho tất cả những ân nhân, những người rời rộng dân hiến trên nhà Chúa con tạ Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng hát một bài trên đường Em Mau, bởi vì cái làng này là
là tên là làng Em Mau, là được ông cụ của mục sư Hương đã đặt ra làng Em Mau. Dạ, chúng ta cùng đồng. Trên đường Em Mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mông vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót trên buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về Em Mau tiến bước theo ngày về. Họ không trông chính là ngài. Biết về lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày đã gặp ngài chẳng biết ngài. Ấy những lúc chúng ta không thấy được ngài trong những kẻ nghèo đói. Trên đường Em Mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Chân buồn đường dài, này ngài tiến đến, về Em Mau tiến bước theo ngày bề. Họ không trông ai, người đứng cách đó chính là ngài. Có những phút thân rời chúng ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngài. Như ta không để ý đều người, người ăn xin hèn yêu. Chúa Giêsu ơi, cả cuộc đời của chúng con được ngài gọi bước. Hơn nữa, ngài còn ở trong chúng con và chúng con được ở trong ngài. Thật là tuyệt vời thay, đứng ở trong chúng con để giúp chúng con làm những công việc khó và lớn cho ngài. Thế gian đang trông chờ chúng con, bởi vì chúng con là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian. Trên đường Em Mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mông vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót trên buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về Em Mau tiến bước theo ngày đêm. Họ không trông ai, người đưa khách đó chính là ai. Có những vui xanh vai nhưng trên ta bước bên ngài. Trên đường về nhưng chẳng biết ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người lao công cùng đi. Trên đường Em Mau, hai người lữ khách bước bên đi bên nhau. Mông vàng tan mây, dòng nhạc lê gót trên buồn đường dài. Ngày ngày tiến đến, về Em Mau tiến bước theo ngày về. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. Có những buổi nắng vài đồng trời ta đã gặp ngài khắp phố phường nhưng chẳng biết ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người phu xe gầy vai. Trên đường Em Mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn
ghế ngót trên cuộc đường dài. Này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngày bên. Họ không trông ai, người đơn khách đó chính là ngài. Này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngày bên. Họ không trông ai, người đơn khách đó chính là ngài. Amen. Chính là ngài, Chúa Giêsu, con cảm tạ ngài. Người tình yêu và sự chúc lành của ngài đầy rẫy trên quý tôi tới Chúa và con cái của ngài. Giờ đây chúng con cũng kính mời tất cả quý vị đến dùng bữa trưa thân mật tại buổi thánh hôn. Amen. Tạ Chúa.